Chà Nguyễn Bá Thi. Chào Trần Minh Khuê. Chào Thế Hiển nhé. Chào Văn Phan. Con chào cô Nguyễn Hoa. Chào anh Nên, chào Trương Tấn. Dạ con cảm ơn cô. Chúc cô một ngày mới vui vẻ. Anh Nên tỉnh chưa anh Nên? Hồi chiều nghe nói anh bị say mà giờ anh tỉnh chưa? Hello Thanh, hello Thanh. Chào Nguyễn Đình Khiêm. Thanh ơi, chiều sao không đi hả Thanh? Em chào anh Trần Siêu. Hồi chiều bị xỉn sao không đi Thanh? Anh mới vừa về tới nè. Chào các anh chị trên diễn đàn nhé. Em thì nói dí quá hả? Chào Lan Trần, chào anh Đô Bùi. À, hôm nay không có hát hò gì Minh Khuê ơi. Hôm nay coi như là mình chỉ mở nhạc nhẹ nhẹ nghe thôi. Ngày mai là ngày quốc tang rồi thì chúng ta sẽ mình không hát hò. Dạ mình cũng dạ em chào anh Trường Siêu. Chúng ta chỉ chào Dương Vi, nghe nhạc nhẹ nhẹ thôi. Chào anh Nguyễn Minh. À, tình hình là em có hứa em đăng cái cho các anh chị vào xem cái clip mà em cắt của Awi, nhưng mà do kỹ thuật thì em mới vừa ấy thôi, thì bây giờ em sẽ đăng lên cho các anh chị trên tường nha. Các anh chị nào chào anh Người Đất Mỏ, chào Triệu Kiều Như. Áo đẹp quá, đúng rồi anh Nên, áo là em mới vừa đi lấy về đây. Diêm hỏng quá hả Dương Vi, chào chị Trịnh Đinh Thuận. Diêm hỏng quá chắc là do chửi dữ quá chứ gì. Ok, chào chị Võ Phượng. Nhiều người chửi Awi lắm hả? Chung thì cái clip này thì sẽ nói lên bản chất sự thật của Awi là như thế nào ha. Thì các anh chị mình vào mình xem để khỏi cần phải phải suy nghĩ chờ nhí nhảnh. Trời, mày lưu đâu mày? Thì
Chào Tôm Ruồi Nguyễn. Có nghĩa là anh đã cắt ra luôn rồi, cắt ra tại vì đăng lên nguyên một clip dài nó mười mấy phút thì hơi lâu, nhưng cắt làm 3 phút. Con chào chú Thanh Nguyễn, chào anh Quốc Dương. Nên cắt làm 3 cái clip, thì các anh chị muốn lưu lại cái đoạn nào thì các anh chị cứ lưu. Ở đây thì không phải là mình muốn gây một cái hiềm khích hay là cái gì về A Quy, nhưng mà thực sự cái bản chất của A Quy mình không thích. Chào Cường Trần. Có nghĩa là đã một khi mình làm vỗ ngực là mình hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa thì phải thể hiện mình là một người đẳng cấp, đúng không? Lấy lại danh dự của ông cha ta. Nhưng mà cuối cùng cũng thể hiện cũng chẳng khác là một thằng ba que bình thường thôi, thì lý do gì mà mình phải... Các anh chị cũng biết rồi đúng không? Bản thân Bình Dương là người gọi là trông chờ A Quy nhiều nhất. Con chào chú Nguyễn Thanh. Coi như là bản thân em là trông chờ A Quy thể hiện một gọi là một người cũng có trình độ ha. Rồi một người cũng cũng nhưng mà cuối cùng rồi là trông chờ, cuối cùng thất vọng. Chào thân Tuấn Anh. Đúng rồi, nên chính vì vậy á, thì sẵn có nghĩa là một cái sự hèn hạ này thì để chứng minh cho mọi người biết ha, thì bản chất của ba que thì nói thẳng là bản chất ngụy thì nó chỉ là ngụy thôi, mình không sai ha. Ở đây là chào mập. Ủa ở mấy nắng đâu rồi? Em chào anh Đinh Văn Trực, khỏe không anh? Rồi, ha, đó, đấy là em đã đăng lên rồi, các anh chị cứ vào trong tường nhà thì sẽ thấy. Đúng rồi đó, thân Tuấn Anh. Hé nhô, chào chị Mỹ Dung. Chào anh Vinh Đỗ. Và bắt đầu ngày mai là bắt đầu là ngày quốc tang. Thì cảm ơn anh, em khỏe anh thế nào? Thì chúng ta các anh chị mình sẽ đổi avatar qua cờ rủ nha. Để mình tỏ một chút lòng với lại cố chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chào Tiểu Bảo Ngọc. Chào anh Tư, chào Hạnh Phúc Trần.
Thì những cái đoạn clip em cắt em quăng lên nhà thì em đã quăng rồi. Thì mời các anh chị em nhé. Cứ vào đó Minh Thảo. Chào Nguyễn Văn Thiệu. Hi hi hi. Chào Trần Duy. Hi hi cái gì? Nãy bên diễn đàn của anh Lưu Ly á, thì anh Lưu Ly cũng có hỏi nhưng mà hồi nãy nó ồn quá mình không có nói được anh Bình Dương, nên hôm nay lên mình cũng phải chia sẻ vấn đề này để tránh những cái chuyện mà các anh chị có những cái hiểu lầm. Anh chị nào có những cái hiểu lầm về cái vấn đề cái từ gọi á, thứ nhất là về cái vấn đề mà dạ Không, cứ cứ nói đi. yeah. Tưởng gì Thanh. Cái thứ nhất là chúng ta phải có cái sự phân biệt rõ ràng là về trong cái thứ nhất là phân biệt rõ ràng về cái tên gọi của nhóm Debaway tụi em. Ok, chia sẻ đi anh nghe đây. Chào anh Hiếu Hoàng. Chào Đạt. Ủa xe em ru rồi. Rồi chắc có điện thoại hay gì rồi. Trung Vũ có điện điện. Chào Tộc Trần. Rồi mở mỉm có điện thoại mở mỉm rớt luôn rồi các anh chị. Chào anh Peter. Chung chẳng em buồn không hả? Chắc ấy chút mở ra gì cái gì đã chứ làm gì đâu chẩn. Đúng rồi. Để mời anh Vinh Đỗ. Chắc comment cái gì hả? Comment gì nên chung á. Vâng, Em chào anh. chào Dương, chào mọi người trên diễn đàn. Mình vừa ở bên diễn đàn của Hiếu Ngọc nói về linh mục Nguyễn Ngọc Tuấn Long. À, mình cũng sang đây lên thì thấy Bình Dương đang live, nên mình cũng chưa biết là cái chủ đề ngày hôm nay của Bình Dương là như thế nào, Chờ chút anh quan và tâm. cũng cũng không 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 kịp đọc. Không phải anh bằng ngủ hôm nay đi công việc về sợ là không biết mấy giờ nên không dám đăng sợ trễ nên cuối cùng là chỉ lên like đại thôi. Thông cảm. Nhưng mà dù sao thì cũng phải có một cái chủ đề gì đó, thì nếu mà cứ thọt nách ba que nhiều quá thì họ buồn quá họ cũng cũng chạy mất. Ở đây thì A Huy nó cũng Ủa chưa sao? chưa chưa thấy có mặt ở đây, Chào anh Alan. nhưng mà mình cũng muốn nói như thế này này. Ở đây chúng ta chưa hiểu rằng đối với thằng A Huy ạ, thì chúng ta riêng tôi thì tôi có cảm giác là cái thằng này nó giống, tuy nó bảo là nó 45 50 tuổi rồi đó, 45 tuổi rồi đó, nhưng mà tôi thấy cái thằng này nó giống như một cái thằng trẻ trâu trầu tre. Và hôm qua thì tôi cũng nghe Bình Dương coi như phát lại một cái đoạn coi như của A Quy. Thế nhưng mà tôi cũng đã từng nói chuyện với A Quy này trên trên Messenger, nhưng mà tôi thấy thằng này nó giống giống như một cái thằng trẻ trâu. Nó có thể coi như vào tất cả các diễn đàn nó nghe ngóng rồi nó tào lao. Và tôi cũng đã vạch ra cho nó thấy là bảo là nó ngoan cố thì cũng không không hẳn là như vậy.
nhưng mà chẳng qua Nhạc là sĩ Gia Thảo. nó vào tất cả cái diễn đàn của anh em ta giống như là cái thằng Đạt nha. Vũ Sư Hùng Lâm chẳng hạn, nó cũng thế, nó lì lợm, mà nói đúng ra mà nói thì Chào. nó giống như những cái thằng mà nó không còn chỗ chơi nữa. Bởi vì như chúng ta đã biết đấy, ở trên các diễn đàn thì của bên bên ví dụ như bên Benny Trương này, Võ Trung Trực này, Huỳnh Thanh Hoàng này, thì nó hết đất chơi rồi, nó hết hết đất chơi rồi, cho nên là muốn kiểu gì rồi nó cũng sẽ phải vào những cái diễn đàn của anh em chúng ta để nó ấy thôi, nó chọc máy rồi nó đưa ra những cái vấn đề nọ vấn đề kia. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì cũng cũng hay, cũng hay, để có chỗ mà chửi, để có chỗ mà chửi cho nó vui. Ở đây chúng ta ngoài cái chuyện tuyên truyền với các cái thế lực phản động, và cũng từ những cái của thằng mấy cái thằng đó, thì nó đã bộc lộ hết được những cái bản chất, những cái bản chất của chúng nó. Và chúng ta có cái đề tài, nôm na gọi là cái đề tài để mà đam cho nó vui đó. Chứ còn thì anh em mình thì cũng không, cũng thừa hiểu rằng là không có một cái thế lực nào có thể làm gì được cái đất nước này dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên mình nghĩ là Không à. Bình Dương nói Anh đi, Khiêm em Bình Dương nói đi, thì anh thân nghe. thân người thân có nghĩa là trong trong chờ A Quy sẽ thể hiện được mà đúng bản chất của gọi là bản chất của cháu của Việt Nam Cộng Hòa. Thứ nhất là có trình độ, cái thứ hai có cách nói chuyện như thế nào, nhưng mà gọi là dương chờ mãi không thấy, nhưng mà cuối cùng càng ngày càng thấy A Quy càng lòi cái bản chất bao que nhiều hơn. À thì đúng Nên rồi, cuối cùng thì thôi, bản chất thằng của nào thì mình cũng phải là ba que, nhưng mà nó ở dạng coi như là thiếu, không chưa chưa có đủ tầm để mà nó tuyên truyền ngược lại với anh em mình đâu. Mình nói thẳng ra nó cũng chẳng có, rồi chứ, nó ác nó Trung Vũ à, Trung Vũ nó cũng đùa cũng chứ. cũng 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 bởi vì theo như quan điểm của mình ở đây thì mình nhìn tất cả những cái người mà hiện nay đang ở trên diễn đàn này, thì lập trường quan điểm tư tưởng thì nó không thể tuyên truyền ngược lại anh em chúng ta, nhưng mà chỉ có những cái người mà người ta sau khi người ta xem lại những cái clip này thì có thể họ họ ít nhiều cũng 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 bị coi như là bị ảnh hưởng một chút xíu thôi. Chứ còn thì những người mà trên diễn đàn này thì chúng ta khẳng định một điều rằng là nó không thể nào mà tuyên truyền ngược được, đúng không, các bạn thấy đúng không? Tôi đọc những cái tên mà hiện Thì nay đang ở trên 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 diễn đi lên đàn của anh em mình đây thì nó không có đủ cái bản lĩnh, và nó không có đủ cái, bởi vì cái bản chất của nó đã lòi ra rồi, mà bản chất của nó ở đây là chẳng qua nói đúng là nói như là một thằng trầu tre thôi, như như Duy Nguyễn ấy, là đánh giá ấy, chúng nó chỉ là những thằng trầu tre để chúng ta coi như là vui vui thôi đó. Còn những cái trò mà hack nick rồi những cái thì đấy là những cái trò nó cũng bộc lộ bản chất của những cái thằng chơi bẩn, mà tôi cũng đã nói với A Quy rất nhiều, ngay kể cả đối thoại trên Messenger tôi cũng nói là A Quy đừng có chơi mấy cái trò trầu tre đó, những cái chuyện hack nick đó, thì đấy là những cái trò của trẻ chơi trẻ con mà chơi, đấy là trò chơi bẩn thỉu. chào Diệu Nhã. Tôi cũng bị coi như là nó chặn, nó hack nick. Thế nhưng mà tôi đã dùng một cái nick khác tôi chửi, thì coi như là rồi dựa với cái sự phản ứng của các anh em ở trên diễn đàn chúng ta thì nó cũng đã phải mở chặn rất là nhiều, nhưng mà còn vẫn còn 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 nhiều đó. Thằng này nó chơi cái trò gọi là rất là bẩn, và nhất là cái clip mà hôm qua
coi như là Dương Dương công bố lên thì càng thấy nó là một cái thằng coi như là nó cứ cái bản chất cái bản chất của cái bọn Ngụy này, chúng nó cứ nghĩ rằng là coi như mấy cái trò chơi đấy của chúng nó là giống như kiểu mà thằng này hình như nó cũng bị giống như kiểu 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 nghiện game nghiện gheo hoặc là gì đó, cho nên là cái tư tưởng nó hoang tưởng, nó hoang tưởng y như cái thằng chú thằng bác là thằng Đào Mỹ Quân và những cái bọn cực đoan ở hải ngoại hiện nay, chúng nó rất là hoang tưởng, các bạn thấy nó hoang tưởng ghê. Em nghe đâu còn nó vào diễn đàn thì chúng ta cứ để cho nó vào, nhưng mà tôi cũng vẫn cứ đề nghị với Bình Dương á là không cho nó lên nữa, không cho nó lên thì không phạm những thằng như chắc là chắn là anh, tại vì một thằng A Quy này, đối thằng đối Hùng Phạm này, thằng đối. Hải Nguyễn này, thằng Hùng Lân này, cứ để lấy cho chúng nó nghe nghe anh em ta chửi cho nó vui, chứ còn thì dứt khoát không cho nó lên ạ. Có một cái con ba que nó bò vào đây, nó giả nít hả? Nít mới tạo 10 tiếng trước hả con? Con tạo nít giả con vô đây. Anh nói cho em nghe nè. Đương nhiên rồi, đúng không? Ông bà ta nói là nhân tri sơ tính bổn thiện, đúng không? Bản thân anh thì nhìn mặt hiền, đúng không? Nhưng mà đối với những thành phần xỏ lá ba que như em, đúng rồi, đúng rồi, hiền rồi. Điều đó là điều thì hiển nhiên thôi. Đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, thấy không? Nên nó trên cục đã một khi bước lên trên cộng đồng mạng này thì chưa chắc ai đã hơn ai nha. À, có một lần là có một lần nó nói với tôi tại sao coi như mọi người cứ nói là ba que, mà tôi cũng đã giải thích với thằng A Quy rất rõ rồi. Tôi giải thích với A Quy rất rõ rồi. Nói thẳng luôn một câu là chúng tôi chả có quan trọng vì cái lá cờ ba que cả. Bởi vì cái lá cờ ba que thì nó người ta đã vứt là Phật giáo cách đây 43 năm rồi. Và thậm chí là bây giờ sang bên Mỹ người ta loe ngoe thì ngay kể cả những cái người Mỹ người ta cũng vứt là Phật giáo. Người ta cũng vứt ra bên lề thôi, chứ nó chả có tác dụng gì đối với thế. Mà trên tất cả các clip thì chúng ta cũng đã xem, đã biết rồi là cái sự đối xử của người Mỹ đối với cái lá cờ ba que đó là như thế nào rồi đó. Ok. Và nói chung là với quan điểm như là thằng A Quy ấy, nó có giữ lại, nó có muốn làm avatar ở cái gì đó, nó chỉ là một cái gọi là giống như là cái nó là mình hiểu là nó là một cái kỷ niệm về những cái thời oanh liệt giả tạo của cha ông chúng nó thôi, chứ còn gì chúng ta cũng không cần gì phải dị ứng với cái đó. Và tôi đã giải thích rồi tại sao bây giờ chúng ta vẫn cứ đang nói là ba que. Cái bọn ba que là gì, tôi đã giải thích với nó rồi. Em nói đi. Em đang kéo lên, em cho con chó này nó đi ra ngoài đi, nó vô đây nó táp tùm lum này mà, để chi cho nó bẩn diễn đàn của mình. À đúng rồi. Rồi xong em mời anh. Thì mình đã nói rồi, chúng ta chửi ba que. Vậy ba que là gì? Ba que là những cái thằng, những cái đứa mà ăn ngang nói ngược, ăn không nói có. Đấy, không nói thành có mà có nói thành không. Chào Thanh Phong. Đó. Và tuyên truyền xuyên tạc bịa đặt một cách rất là bị ổi, trơ trẽn, nó không có gì là thực tế, thì chúng ta gọi chung nó là những cái bọn ba que. Tóm lại là như vậy, mình đã giải thích với nó như vậy. Còn cái lá cờ ba que thì chúng ta nói thẳng luôn một câu rằng nó đã đi vào dĩ vãng rồi, mà thậm chí bây giờ có như Trương Thanh Minh ơi, thấy anh có camera rồi đó, anh Trương Thanh Minh. Và chúng ta nói thẳng ra một điều rằng là nó trở thành dĩ vãng rồi, nó chả phải là cái gì đối với chúng ta cả. Phải.
chào Luli. Và có lần là mình cũng đã nói với AQ này, hãy nhìn vào thực tế đi, nhìn vào thực tế đi. Và nó cũng phải thừa nhận là những cái trò mà nó chơi cái kiểu ấy, nó đã phải thừa nhận là những cái trò của trẻ trâu. Nó thừa nhận với anh ở trên Messenger này như vậy. Nó thừa nhận là chẳng qua nó chỉ chọc máy rồi nó vớ vẩn đó. Còn âm mưu thì đúng, nó cũng tuyên truyền ngược. Nhưng mà ở đây anh em mình đâu có nghe mấy cái đó. Tóm lại là như vậy. Chứ chúng ta cũng cứ đừng có sợ rằng là nó vào nó tuyên truyền ngược rồi các thứ để mà nâng nó lên là một cái gì đó thì cũng không nên, mà chúng ta phải hạ thấp cái giá trị của nó xuống. Chứ nếu mà chúng ta cứ nâng nó lên để trở thành coi như là tuyên truyền hoặc cái gì đó thì nó lại cứ nghĩ rằng nó là ai. Và cái nó là ai thì nó đã thể hiện ở cái đoạn mà nó lên nó đam mê lại thằng Hùng Lân rồi, đúng không? Các bạn thấy đúng không? Nó thể hiện rồi. Chúng nó lại cứ nghĩ rằng là à như thế là nó là thành công của Đào Minh Quân, thành công của cái bọn là chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu Vong. Các bạn chưa biết tôi đang có một cái group của cái chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu Vong. Ở trong đấy nó vô cùng là nhảm nhí, thậm chí là có các đủ các luật, bộ trưởng bộ y tế, bộ trưởng bộ giáo dục có hình ảnh đàng hoàng đó, để quyền cao chức trọng, bộ trưởng bộ nội vụ, bộ trưởng bộ công an, rồi đủ các loại luôn. Nhưng mà đều là những nhìn ảnh thì toàn là những thằng già coi như sắp sửa coi như là xuống lỗ chống gậy. Thủ tướng có, và hôm trước như ở trên diễn đàn của Bằng Nguyễn thì tôi đã nói là cái chính phủ đó mà nó đã lật đổ nhau giống như kiểu là cái thời mà Ngô Đình Diệm đấy, nghe nó buồn cười mà nó cười cơ. Rồi cũng toàn là quân hàm này, tướng rồi tá rồi kinh khủng lắm đấy, thậm chí là nó chia địa giới coi như ở trên đất nước Việt Nam này đấy. Đấy, tỉnh nọ rồi ví dụ như là tỉnh Ninh Thuận thì kết hợp với tỉnh Lâm Đồng đấy, trở thành một tỉnh, tức là nó thay đổi cái địa giới giống như là để những cái người dân ở nước ngoài thì người ta tự cứ tưởng là giống như là thật là có một cái chính phủ đang tồn tại ở trên đất nước Việt Nam này. Đấy. Tỉnh Nam Định thì cùng với tỉnh An. Đấy. Rồi rất nhiều, cứ hai tỉnh là một, Lai Châu thì là cộng Điện Biên là trở thành một tỉnh. Chúng nó cứ nó tuyên truyền giống như là nó đang có một cái chính phủ rất là thực tế ở trên đất nước. Đấy. Thế nhưng mà sự thật thì chúng ta ở trong nước thì chúng ta có thấy thằng nào coi như về nước là cũng đều bị bắt hết. Đấy là tôi nói, tôi đang xem một cái, và trên thực tế thì trong cái chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu Vong đó đã có một thằng bị bắt, tức là bị bắt sau cái thằng thằng Nguyên Nguyễn ấy, thằng ấy cũng là bộ trưởng bộ nội vụ đấy. Ngoài cái thằng bộ trưởng bộ nội vụ của chính phủ Đào Minh Quân mà bị bắt bị xử 16 năm rồi thì cái thằng đó nó cũng là bộ trưởng bộ nội vụ có hình ảnh đàng hoàng đấy, bởi vì so với những cái hình ảnh mà sau cái ngày biểu tình mùng 10 và 11 tháng 6 thì cái thằng này nó bị bắt sau cái thằng Uyên Nguyễn mà nó bị xử 7 năm và bị trục xuất ngay lập tức về Mỹ ấy, thì cái thằng này bị bắt sau và coi như là nó có hình ảnh đàng hoàng đó, cũng vẫn với cái hình ảnh mà chúng ta đã từng xem ở trên mạng đó.
thì theo đánh giá của tôi ấy, thì những bọn này nó vô cùng là hoang tưởng và rất là vớ vẩn, nó không có cái gì là sự thật cả. Hiện nay đất nước chúng ta đang đang rõ ràng là đang rất rất là bình an, chả thấy có một cái chính phủ lưu vong nào coi như ở trên đất nước Việt Nam cả. Thế mà coi như là thậm chí là có cả tỉnh trưởng luôn đấy, và nó kêu gọi là ở ở ở mỗi cái nhóm ấy, thì có thể là kết hợp cứ một người là coi như vận động về cái thứ để trở thành một nhóm Đó là khoảng khoảng 15 người, tới 1 tháng 1 năm 2024 này là xong rồi. khoảng 15 người, và từ 15 người đó lại vận động thêm 15 người nữa theo kiểu cấp số nhân ấy. Cấp số nhân ấy để nhân ra những cái người mà họ có đi đi theo mấy cái chính phủ đấy để tuyên truyền. Và nó có hẳn một cái group luôn. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta thấy là những cái bọn mà xuống đường biểu tình rồi các thứ ấy, có được mấy mống đâu. Chúng nó ảo tưởng rất là hão huyền. Đấy 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 là tôi mới theo dõi có một 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 cái chính phủ Việt Nam Cộng hòa lưu vong, do hiện nay là nói rõ luôn là tổng thống Triệu Tuấn mới mới lật đổ trận mới lật đổ tổng thống Nguyễn Quang, tức là cái nhân vật Nguyễn Quang đó là tách từ 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 chính phủ Đào Minh Quân ra, đệ tử của Đào Minh Quân, mà coi như là tách ra để tạo thành một cái chính phủ mới, và lại mới lật đổ nhau. Đấy, tôi thấy các bạn thấy thấy cái bê bối của những cái người 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 Việt mà hiện nay vẫn còn đang cực đoan ở hải ngoại Chị Hoa Lan, đó, rất là cực đoan chào và chị rất là Lan ảo à. tưởng, rất là hoang đường, rất là hoang đường. Các bạn thấy hoang đường không? Mà chúng ta là những người hiện tại đang sống ở trong trong nước, không ai hết, không ai hơn chúng ta hết, là chúng ta nhìn thấy thực tế mà. À, rồi anh, anh Vinh, tại vì có cái anh Quang Thắng anh muốn lên chia sẻ chút nè, À đúng anh rồi, nhờ thì chia. không, bởi vì là không có ai lên ấy thì mình lên mình nói chuyện tào lao tí cho vui thôi, để cũng là để vạch mặt ra những cái ảo tưởng của những cái những cái người cực đoan ở bên nước ngoài thôi, chứ còn thì nếu như ai lên thì em cũng cứ nhắc và cho mọi người lên, mỗi người nói chuyện một tí cho nó vui. Chúng ta nói chuyện cho nó vui, chứ còn thì không phải là chẳng qua là chưa có ai lên thì mình lên tào lao tí thôi. Lên mỗi người chia sẻ tí À xíu đúng rồi, rồi cho nó bắt để thứ đầu nhất là anh em mình gặp mặt nhau ở đây nhìn thấy đọc thế, nhưng mà cũng để biết biết mặt nhau. Ví dụ như Hoa Lan này coi như mình chưa biết mặt, anh Cầm thì mình biết rồi, Quang Thắng là chưa biết dạ mặt, rồi thì các bạn coi như lên cứ lộ mặt ra. Ở nước Việt Nam này ai làm gì đâu mà sợ, coi như an ninh chả chả có gì là sợ. Đây này, mình mặc coi như là áo cờ đỏ sao vàng coi như là ở Việt Nam đấy, có làm sao đâu, chả sợ một cái thế lực nào, đúng không? Các bạn cứ việc coi như là mạnh dạn, coi như ra mặt bà qua mới phải núp lùm chứ, anh em mình cần gì phải núp lùm, đúng không? Cứ đường đường chính dạ chính là coi như rồi mày biết là dạ làm rồi sao, chúng ta coi như nói và làm nó đúng với luật pháp Việt Nam, nói đúng với đường lối chính sách của Đảng là chúng ta không có sợ gì hết, đúng không? Thế thôi dạ nha, rồi cảm xin ơn chào mọi người nha, cảm ơn tất cả dạ mọi người đã quan tâm theo dõi Vinh Độ đã tào lao từ nãy giờ. cảm ơn anh dạ. Rồi anh chủ tịch ơi, chờ em xí nha, em mời anh Quang Thắng lên trước cái rồi mời anh chủ tịch nè, anh nói cho Hương Đoàn nghe nè em Dạ, nha. chào chú Vinh Đỗ, chào Bình Dương, chào mọi người sẽ nói vấn đề Thân hạnh lần đầu đó, à, lên nói vấn đề tôn giáo là cũng phức tạp lắm, cũng khó khăn lắm, mà nhất là vấn vấn đề về Thiên Chúa giáo này mà. Nhưng hồi nãy bên nhà Hiếu Ngọc á thì tội Hiếu Ngọc quá, cái AQ vô tấn công rồi xỏ tới xỏ lui rồi này kia, nhưng mà khổ là rằng
nói luôn là mình cũng có người có đạo, nhưng để nói cho anh em chia sẻ với mọi người về lịch sử của Thiên Chúa giáo tại Việt Nam thì nó có một cái cơ sở về lịch sử, về cơ sở về pháp lý, với cơ sở để dẫn đến đến bây giờ. Nó vắn tắt nha, Nhà vắng vắng à, vắng tắt nó à. vắn tắt là Thiên Chúa giáo vào Việt Nam từ năm 1400 thời nhà Lê ấy, và được lưu truyền và được hay không được, nhưng đến những năm 1700 từ nhà Nguyễn thời Lê ngoài ngoài phía Bắc này, nhà Nguyễn phía trong này, rồi đến những cái câu chuyện mà đến bây giờ là anh em mình tìm hiểu là rất là dễ, là câu chuyện của cấm đạo diệt đạo này này kia nè. Nhưng cái ban đầu của Thiên Chúa giáo nó là truyền đạo, nhưng đến những vấn đề sau đó, nó được vận dụng của những đế quốc, gọi là nôm na là rằng là xâm lược của giáo hội Thừa Sai Pháp và giáo hội Tây Ban Nha. Người ta mượn Thiên Chúa giáo để phục vụ công việc xâm lược và đi thăm dò các cái nước khác tôn giáo, mình đã nôm na là châu Á đấy, mình nói ngắn gọn là thế thôi đấy. Thế thì vấn đề sau này á, thì các bạn có thể tìm, mình nói vắn tắt mà, để tìm theo về lịch sử của Công giáo. Mình nói nè, mà thật sự là mình có đạo và mình hiểu, mình chia sẻ, mình thấy được cái lỗi tổ tông nghe, cái này là khó nói lắm đó. Và nói rất là khó để mà nói ra, nhưng đến bây giờ tôi dám chắc với các bạn, hồi nãy tôi lên tôi định đâm A Quy bên bên nhà Hiếu Ngọc á, nhà máy Hiếu Ngọc đã chưa hiểu tôi, nhưng tôi nói luôn nè, giáo phận Vinh, giáo phận Hà Nội, giáo phận trong Nam Bộ, giáo phận Đà Nẵng khác nhau hoàn toàn. Và nên nhớ, Hội đồng Giám mục Việt Nam có một thư chung. Một thư chung đó là gì? Là Thiên Chúa giáo đồng hành cùng dân tộc. Đồng hành cùng dân tộc. Và tôi nói luôn cho các bạn trên mạng này, là nếu ai có đức tin như tôi và gia đình tôi, nói luôn là ở Đà Nẵng, giáo phận Đà Nẵng luôn luôn cùng với chính quyền người dân ở đây xử lý nhiều vấn đề ổn thỏa. Nếu các bạn search trên Google, các bạn thấy câu chuyện của Cồn Dầu, các bạn thấy bây giờ là người ta chống phá Cồn Dầu trước đây 5 năm. Tôi nói với các bạn à, linh mục Vũ Dần nhé, tôi nói là sĩ quan, thiếu tá sĩ quan tiền quý của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, sau giải phóng đi cải tạo 10 năm Đúng. về làm giữ cái Cồn Dầu đấy. Nhưng ông cũng nói rằng, mà tôi phục ông đó, vấn đề của Cồn Dầu, vấn đề của câu chuyện là rằng không phải là vấn đề đàn áp tôn giáo, không phải là vấn đề của kỳ thị tôn giáo, mà vấn đề là bất đồng giữa cái giá đền bù Giống của người người đồng bào có tôn giáo và không có tôn giáo, với lại là cái người về giá cả đền bù mà thôi. Và nếu Bình Dương nè, mọi người nè, tách lại cái của Bonsai TV nè, của Asa Nguyễn Lào Việt Quốc Ly nè, rồi nè. nhiều nhiều các bạn mà tôi nhớ là những cái đây 4 5 năm á, là những người đó đưa về, mà cha Vũ Dần nói rất là rõ ràng, vấn đề của Đà Nẵng, vấn đề của Cồn Dầu là vấn đề chênh lệch giá, chứ không phải vấn đề của đàn áp tôn giáo. Tôi phục cha mà đến bây giờ, cha tôi rất là thích cha. Cha bây giờ mình nói là cha hưu trí rồi, nhưng mà tôi thích cha
khách quan. Việc gì quá khứ là quá khứ, việc gì của hiện tại là hiện tại, không có mang cái sân hận mà nói như mình vừa nói là như vậy, cái thù hận đấy vào vấn đề đây, làm khổ công viên, làm khổ chuyên mình, đưa những cái vấn đề đó vào những cái vấn đề cuộc sống, như thế là làm có lỗi, và thật sự ra có lỗi với hội đồng giám mục, có lỗi với lại là không cái tôn giáo của mình. Tôi nói thật, vì hồi nãy á, Hiếu Ngọc thì có lẽ là cái học cũng chưa nắm được vấn đề, nhưng mà tôi nói là cái ở Đà Nẵng á, là được một sự chia sẻ và đồng cảm gần gũi, trao đổi, trao đi đổ lại, mình nói nôm na là có một cái sự tương tác mạnh giữa chính quyền này, đoàn thể này, và các hội đồng công giáo, kể cả Phật giáo, kể cả những người có lạc như mình. Có những gì khó nói thẳng, đều đặt nguyện vọng, và trong gọi là giới hạn có thể chia sẻ với nhau, và nó đẩy cho được cái thành phố Đà Nẵng hôm nay không đơn giản đâu các bạn, không đơn giản, vì rằng đúng rồi. Có những cái vì tâm thức tôn giáo, tâm thức cái của mình, có những vì chủ trang á, người ta hay lồng cái ý thức chủ quan của mình vào, ý thức của mình vào vấn đề của xứ mình, trật kinh khủng luôn. Cái đó nó đâu có ảnh hưởng đến những cái câu chuyện mà đi như thế, có những vị chúng ta người ta cái khổ là chúng tôi lại phải chịu cái đó chiên là đã giữa. Nhưng may thay của Đà Nẵng là ổn, và đến bây giờ mọi việc nó trơn tru, nó rõ ràng, nó rành mạch, mặc dù cũng có một vài điều có thể là nó vướng mắc, nhưng đến cơ bản tôi nói về cơ bản là ổn. Và hồi nãy á, là chú Đỗ Vinh Minh nhà Hiếu Học á, là tôi muốn nói cho A Quy hiểu đó, là chúng tôi là ở nhà tòa, đi nhà thờ tòa, đến bây giờ nhà thờ tòa là một nhà thờ sầm uất nhất của Đà Nẵng. Thôi thân khán gọn, tôi phải xuống thôi. Bình Dương nhé. Cảm ơn anh Quang Thắng chia sẻ một điều rất hay về Đà Nẵng và cũng giáo. Cảm ơn anh. Mong rằng lần sau diễn đàn sẽ mong anh góp mặt cùng để chiến với Ba Que với Dương và cũng như rồi, nhóm tôi... Cảm ơn anh rất nhiều. Chào bạn. Cảm ơn anh. Hương có nghĩa là phải là có nghĩa là em là Đoàn thì Dương hơn Hương Đoàn. Anh nói em nghe nè, em ở Na Uy đúng không? Thì em ở Na Uy thì em sống cho tốt bản thân em bên đó đi, hiểu không? Còn em muốn giúp được người dân Việt Nam á, nếu em có tài sản em về đem bán tài sản đi thì cùng anh chia tài sản, hiểu không? Chứ còn bây giờ em ngồi bên đó em kêu anh bán tài sản thì để anh lấy gì anh sống, đúng không? Bây giờ em muốn về Việt Nam đi, em có tài sản Việt Nam em bán tài sản với anh cùng lại chia nè. Đó. Như vậy chúng ta cùng đồng lòng nhau làm, đúng không? Chứ đừng ngồi đó nói không, nói theo kiểu như em thì ai nói không được, đúng không? Em chào chị cô Hoàng. Bây giờ mời anh chủ tịch nha, anh chủ tịch. Hôm nay. Chào Bình Dương. Em chào anh. Lạnh hay sao mà phát áo dữ vậy anh? Hôm nay là trời bên anh là vào mùa thu rồi, lá bắt đầu vàng rồi, bắt đầu rụng chứ mà chưa. Lá vàng rồi. Bắt đầu rơi đúng không? Bây giờ anh nói về cái vấn đề đó, thôi khoan đó. Bây giờ tao vô đó, giờ tụi bay muốn chửi, tụi bị chửi trước, chấp tụi bay chửi trước á. chửi đi. Có nào chửi tao chửi cho mà chửi trước á, cái nào đó con gì Thùy Dương phải không? Cho mà chửi trước á. Chữa đi. Hồi nãy bên Lưu Ly mà tao chưa kịp lên thì tao cũng muốn sẵn đây tao cũng nói luôn cái vấn đề coi như cái vấn đề mà đi bao quy hay là những cái trang mà
ở Việt Nam mình là những có em của thiên trường có chứ, các em mà các cháu mà nó làm những cái chống lệ luận có luận điệu xuyên tạc nói xấu thì tao ủng hộ hết mình. Còn nó hỏi tao có bức xúc về cái vấn đề quân đội, những người lính Việt Nam cũ ngày xưa hay là những cái lá cờ này kia, thì tôi nói thẳng một cách như vậy là chỉ ở bên nước ngoài theo tôi hiểu thì những người mà cùng cùng niên với tao, những người mà lớn tuổi như tao mà đã được tham gia chiến tranh ngày xưa thì cũng còn một số ít thôi chứ không có nhiều. Lâu lắm mới gặp mình. Và những người đó họ có cũng có một số người họ rất là yêu nước chứ không có chống cộng cực đoan đâu. Có một vấn đề nhỏ nhỏ vậy là có nghĩa là những người mà chống cộng cực đoan lại ngược lại nó không phải là thuộc thành phần đó. Nó lại thuộc thành phần trẻ hơn. 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi thì cái thành phần nó không có tham gia mà không hiểu biết gì vấn đề chiến tranh Việt Nam cả, nhưng mà ngược lại họ lại đi chống phá. Thì tao muốn nói hôm nay vậy, vì riêng cái ý của tao á, ba que hay là bốn que gì đó đủ đối với tao nó không cộng, không chán cái đòn. Chứ ra tao không có khe, tao cũng không bỏ vô đầu. Hiểu không? Điểm thứ nhất cái lá cờ đó tao đồng ý là ngày xưa tao là phía cái bên Việt Nam ngoài tao tôn thờ cái lá cờ đó, nhưng mà 43 năm nay nó đã mất rồi, nó đã chết rồi. Thì tôi coi nó là cái trang sử nó đã lật qua rồi. Yeah. Thì chúng ta coi như là kỷ niệm. Nhưng mà tao vẫn tôn trọng. Nói như vậy để tao tôn trọng chứ không phải là tao sỉ vả hay là cái chuyện gì đó hoàn toàn không có. Và hôm nay tao nói yeah, tao bây giờ chữ quỷ hoặc là không quỷ gì. Đối với tao cũng như bơ, tỉnh bơ. Tại vì tao đó có rất cộng lông đầu mà tao lo. Đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. Thành ra vì cái chỗ đó tao lại trên trang Bình Dương là và thay mặt mày tao nói là đối với riêng cá nhân tao thì tao không nghĩ gì cả, và tao chỉ nghĩ là tao nghĩ tới quê hương tao hiện giờ đang ấm no hạnh phúc và người dân đang có một sự no ấm thì là mình mừng thôi. Tao cứ ghét những người nào mà xuyên tạc về đất nước, có nghĩa là xuyên tạc thì phải xuyên tạc cho nó đúng chứ đừng xuyên tạc sai, hiểu không? Tao ghét thì sai tao nói trăm ngàn lần rồi, bây giờ bỏ vô rồi coi như xong rồi phải không? Đó bây giờ tao phải ăn cái chuyện là đạo chứ. Tao nói nghe này đủ má, tao không biết tao về đủ má, chắc bà già vợ tao muốn chắc chết mẹ quá, tao đưa đít vô không, bà không đuổi ra khỏi nhà chứ. Mày có nhà phòng chống không cho tao tá thuốc đỡ như Bình Dương, thí dụ tao có về Việt Nam. Dạ có anh yên tâm. Tao về. Nói một cách khác chân này nè, những người mà đạo Thiên Chúa đây là không đánh đồng nha, tao nói thẳng là không đánh đồng nha, có nghĩa là tao vẫn tôn trọng ý kiến và gia đình tao vẫn có đạo đàng hoàng, vợ tao có đạo, vợ tao đạo ba bốn đời lận. Hiện giờ đang ở trên xóm đạo luôn, ở tại nhà đạo luôn. Nhưng mà tao chỉ nói một cái điều gì là mình phân tích theo cái kiểu khoa học chút. Có nghĩa là gì? Họ đa số những người dân mà người theo đạo Phật á, thì khi nào nó chỉ theo đạo Phật thì cũng đúng, mà theo đạo ông bà đó, có nghĩa là khi ta lớn tuổi về già khoảng 50-60 tuổi họ có tính mà giống như kiểu là họ đi xuất gia. Thì trong cái gia đình đó chỉ có một người lớn tuổi xuất gia thôi. Ví dụ như người lớn tuổi, ví dụ ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội. Ví dụ tự nhiên người ta muốn ăn chay rồi ta đi chùa. Nhưng mà nó ngược lại đạo Thiên Chúa nha. Có nghĩa là đạo Thiên Chúa khi cha mẹ có đạo thì nguyên bầy con cũng có đạo luôn. À, nó ngộ cho đó. Mày đồng ý tao nói cái điều đó không? Dạ, em đồng ý anh. Đó, mà mọi người với đồng ý điều đó không? Đó thì nói vì cái đó ta không xuyên tạc và ta không bác chế độ gì. Ta nói đạo nào cũng hướng thiện, có nghĩa là đạo nào cũng không ai dạy vấn đề trộm cướp không, tại là mục đích của họ là hướng thiện. Dạ đúng rồi. Nghe, nhưng thì cũng có một cái phần tử, cũng có nhiều phần tử lợi dụng cái điều đó để mà xuyên tạc đất nước này kia là tao cũng không thích. Nhưng mà tao nói thẳng rồi. Ê, tao nói cho tụi bay nghe. Người ta có quyền vào đạo và gặp bất cứ cỡ ngại nào cả. Người ta hiểu luật Việt Nam có nghĩa là người ta chấp nhận cái người có đạo hoặc là không có đạo, chắc không ai bắt lỗi hay bắt phạt ai chào viên cho. Và ta đi về năm ngoái là ta thấy là chùa chiền mọc lên như nấm rồi, mà nhà thờ xây quá trời là nhà thờ luôn, cái là nhà thờ. Nếu mà nói về tự không tự do tín ngưỡng thì làm gì có cái chuyện đó. Nhưng lúc tao thì biết tấm tao ba gai lắm, tao rắn mắt lắm. Vì tao hỏi tụi bay ở dưới này nè, tao hỏi tụi bay á, cái ông Giêsu Christ á, họ gì? Đai trả lời được, tao nghe thử coi. Họ gì? Họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê hay là họ Trịnh? Tụi bay trả lời thử coi có ai trả lời được không?
Ai trả lời nữa không? Chắc không à. Không à. Dạ. Họ gì? Họ là họ nước ngoài chứ phải họ ngồi Việt Nam phải không? Đúng không? Thì họ ở nước ngoài chứ Việt Nam được. Toàn người. Đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ừ vậy thì đủ mẹ tự si chó tụi bay đủ mà tụi bay thờ người nước ngoài chi vậy? Cha mẹ tụi bay không thờ mà thờ đủ mà không có nội cha bên nước ngoài làm cái gì vậy? Đủ má. Cha mẹ bị nhà mày đéo thờ mày thờ thằng mày búa lỏ tay đen đủ má là sao? Mày thấy lạ đời không à? Nhiều khi nó vô nhà thờ vậy đó nhưng mà về nhà cha mẹ nó nói nó cự nó chửi á. Cái đó là cái kỳ cục á. Chào yếu. Tao thiệt mày đủ má tao gì tao. Tao rõ ràng đủ má cái gì ra cái đó. Đi nhà thờ cũng ok, theo đạo cũng ok hết. Nhưng mà có nhiều đứa đi theo đạo vậy nhưng mà làm những chuyện đúng là xử như Trương Minh Thảo. Chà anh Phú Hoàng Huy. Tao hỏi cái một câu một trả lời đéo nổi vậy mà cũng đòi đi theo đạo đủ. Bởi tao mới nói người ta đi theo đạo người ta chỉ hiểu được cuộc đời Đức Chúa Giêsu thí dụ là vô kinh sách cha truyền thôi. Nhưng mà ít ai biết rằng cái đạo Jesus Christ xâm nhập vô cái đạo Thiên Chúa xâm nhập vô Việt Nam bằng con đường nào không ai biết mẹ trên trời. Nguồn gốc của cái đạo nằm từ đâu ra? Nếu phải là người Việt Nam tại sao tôi bây thờ? Tại sao tôi đạo Phật á đụng mà có công vậy? Đạo Phật là người Trần Nhân Tông, nhớ không? Nhớ vua Trần Nhân Tông mày không? Cũng là một Phật. Tại sao tụi ông thờ Trần Nhân Tông mà tại thờ đủ mà toàn tùm lum tà la đâu vậy? Anh chờ em chút. Kim Ngân Nguyễn, anh nhìn mày thấy nhiều diễn đàn rồi ha. Một người phụ nữ sống ở phương Tây ít nhiều cũng học được cái thói văn hóa tốt nha, mà không có mà nhiễm đi những cái thói hư tật xấu ha. Đã nói bao que rồi thì đương nhiên anh biết thế nào mày cũng đi tới cái con đường nói câu này thôi nè. Đi xuống gầm cầu chơi nha con, rồi hoặc là lấy nick khác vào đây đó. Rồi một con là nãy giờ là hai con rồi đó, rồi tiếp tục đi. Dạ em mời anh tiếp anh, em lóc đầu nó đi rồi. Con nhỏ Nguyễn tao nói rồi này, tao nói thật một cách như vậy nè. Cái người công giáo giáo dân đa số họ không biết gì là họ mù quáng. Cái này tao mới nói từng nói vậy. Cái đạo công giáo đạo Thiên Chúa nó làm nó giống như một cái tính gây nghiện mày nói không. Cho nên vì cái chỗ đó mà thậm chí tao nói một cách đơn giản thì tao cho dễ hiểu nè. Bà già vợ tao đấy đi mua nhà có trên cũng, cũng phải mua cái nhà nào gần nhà thờ thì mới chịu. Nó là cái gì? Nhà đâu là không nhà. Nhà ba xe ra ngoài Sài Gòn hoặc là nhà ở quận 9, quận 2 là ruộng mà tốt chết mẹ, đẹp thế mẹ. Không chịu. Chịu sát tao mới chịu. Đó là cái gì? Cái đó là cái sự cuồng tín. Mẹ không? Chiến tranh thế giới này xảy ra đạo hồi cũng gọi là đạo hồi cực đoan. Cuồng tín. Cuồng tín là cái gì không tốt. Đã gọi là cuồng tín là không có gì tốt cả. Awi ơi, không cần phải ok đâu ha, không cần phải ok. Còn Awi muốn nói chuyện nó ngồi đó chờ một chút đi, sẽ có tới chương trình của Awi. Awi không cần phải thiết ok đâu. Awi không bao giờ sẽ còn cơ hội lên diễn đàn nữa. Mày chỉ còn ngồi ở dưới comment mà thôi. Thì tao nghe. Tao nói rồi, sai đi công chuyện chút mà đi làm bể mẹ hết trơn trời rồi. Cái vấn đề đương nhiên rồi anh Peter, không phải là vấn đề đụng chạm, nhưng mà ở đây mình nhìn thẳng và sự thật mình nói chuyện chứ không phải là đụng chạm. Đương nhiên cái tín ngưỡng nào cũng là cái tín ngưỡng cả. Đã trước khi ta nói chuyện cái xin lỗi phát triển ở đây ta... đúng không, một cái xã hội phát triển thì chúng ta cũng phải cũng vậy cùng ra. Bây giờ tôi nói cho nghe là ở đây ai cũng biết internet cả chứ không ai biết nữa. Mày hay truy cập vào một cái website nó có cái tên là sắc hiếm.net. Vào đó coi những cái bình luận gia thế giới á, là những người triết gia, những người mà có những người mà viết sách á, đa số là những người ngoại quốc nha, chứ không phải là người Việt Nam nha. Họ sẽ lôi ra hết tất cả những cái gì của Đại Thiên Chúa nói cho bà nghe. Cái đó không phải là người Việt Nam viết nha. Đức Hồng Y á, đưa rồi tất cả đủ thứ.
người ta biết ông đó, rò vào đó coi để biết được nhân vật lịch sử của Đạo Thiên Chúa như thế nào, thánh chiến thì sao. Tao chỉ ghét một cái điều quá, đồ cha mẹ không thờ mà toàn thờ thờ gì đâu không à. Đi đến tôi nhà thờ vậy đó, chung về nhà cha mẹ nó là bắt đầu nó ngồi nó chửi nó cãi á. Nó ngộ lắm. Vì đó tao không thích chuyện đó thôi. Nãy giờ á, nãy giờ anh có thấy Hương Đòn mà comment không? Hỏi tiền, tiền thì đương nhiên ai không thích. Nhưng mà tùy theo đồng tiền, không phải đồng tiền nào cũng phải nhận đâu. Hiểu không Hương Đòn? Nếu mà ở Na Uy, đúng không? Nếu mà ở Na Uy thì anh không phải thích tiền. Đó mày biết cái gì đâu mà nói, mẹ còn là dân mà mẹ phèn ở trong dưới ruộng phèn mà còn đóng móc chân rồi mày đặt lên làm tào lao. Bữa trước bị lỡ mình nó chửi một trăm tăng rồi đó, ngồi còn giảng giảng với ai, giảng với cái thằng Độ Duy Nguyễn, đúng là không có xứng tầm vậy. Nó biết cái gì, trời ơi khổ. Nó là thật là dặn con tao, cháu tao và lớn tuổi của nó nữa, thôi bỏ qua gỗ qua bên đi, không có xứng tầm, đừng nói chuyện mệt quá nữa. Thì tao cũng nói vài lời tao nói vậy đó. Thứ nhất là nói trên bên đẩy của tao nói là cái chuyện mà chống hòa luận điệu xuyên tạc thì tao ủng hộ. Rồi xong nữa còn vấn đề tôn giáo tao nói lại, tao chỉ yêu cầu là những người bà con chiên á, giống như là gia đình tao nói là nên nghĩ lại, đừng có theo mù quáng mà rửa nghe lời cha. Tao nói đi cả trăm ngàn lần rồi, tao nói thí dụ hoài tôi mới không nghe sao. Dạ, ở trong xã hội mà cần cái gì thì không bao giờ mà không bao giờ mà góp công góp của hay là góp tình góp lý gì trên trời. Nhưng mà cha đạo nói một cái là đủ má con chiên hùng nhau làm đủ mới nó ngộ vậy. Tức là cái lời của cha đạo đủ trùng lớn hơn đủ má thủ tướng nó ngộ vậy đó. Mày bà biết không, ngay giờ phút này nè, ở bên nước Mỹ nè, đủ má ở bên Pennsylvania nè, đủ má có những cái tòa nhà đang mở ra nè, cái hàng trăm 300-400 ông đủ một đủ má đi bị ấu dâm á. Ai mà có ở nước Mỹ này như thằng A Nguyên Nguyễn đó, mày biết cái vụ đó không? À, A Quy ơi, thể hiện tiếp đi A Quy. Em có biết nói chuyện tiếp đi A Quy. Thử mấy cái vụ mà nè, nói cho tôi nghe nè. Đạo Phật, đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng hướng tới con người đến làm gì việc thiện, hiểu tao không? Tao nói từ đầu rồi, tao không trước khi nói tao đã xin lỗi rồi. Nhưng mà tao nói nghe là cái đạo Thiên Chúa này nó kỳ cục lắm, nó không phải bình thường. Mà biết đăng ngày bài ở Mỹ, mày biết, biết rõ ràng ngay chờ phút này đang xử án về cái vụ mà đủ 300-400 linh mục đã ấu dâm hàng ngàn người. Đi ra ngoài. Cho Quỳnh Quốc Nghị. Có không? Anh. Ủa, làm gì không đụng chạm? Cái này vấn đề ở đây chúng ta không phải là sai, chứ không phải là đụng chạm. Đúng rồi. Mình làm to ở đây nhận định theo cái cảm nhận của mỗi con người, hiểu không? Chứ không phải là đụng chạm. Hiểu đấy không ơi? Có bao nhiêu không mà mày nghĩ không có ra. Bây giờ nè, điển hình á, em kể cho anh nghe, em có một thằng em nó ở Đồng Nai, quê nó từ ngoài Nha Trang nó vào đây, nó quen một con nhỏ này. Mà anh biết nhỏ này là nhà có đạo, thằng này thì không đạo. Gia đình nhỏ phải bắt thằng này đi theo đạo mới cho cưới. Đúng. Trong khi hai đứa bây giờ ở nhau có con rồi. Đó, bây giờ con nó coi như là tính lên thời điểm này hình như là được 5-6 tháng gì rồi đó. Mà anh biết không, vất vả cho thằng kia, nó phải đi ra đi vào từ ngang vào Đồng Nai, Biên Hòa Đồng Nai á, rồi bắt đầu học, rồi năn nỉ ông già, rồi phải đi nhà thờ, rồi cuối cùng mới được cưới. Mà cưới xong bây giờ là con nhỏ không được ở nhà nữa, hai đứa nó phải tự đi ra ngoài thuê nhà ở. Đấy, cái vấn đề ở đây mình không đấy, phải là mình đụng chạm đến đặc tôn giáo mà mình quá đảng tự tín ngưỡng, tâm ý ai cũng tín ngưỡng cả. Tao nói từ đầu rồi, tôn giáo này cũng vậy, cũng đều hướng con ta về làm thiện. Tao nói thẳng mày chưa, tao cũng biết rành hơn tụi bay nữa. À, biết hồi xưa tao cũng biết một cái đạo nữa, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, rồi đạo Bà La Môn, đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, nó còn một cái đạo quái đản nữa, biết đạo gì không? Đó có cái đạo, đạo kêu một đạo Hòa Đồng Tôn Giáo, là không là trong đó là thờ Chúa, thờ Phật, thờ con mắt, thờ tùm lum tùm la, cái là gom lại không đóng, cũng là cái đạo luôn. Để chưa biết những cái đạo đó nữa được đó. Tao nói rồi, cái gì cũng vậy thôi, nó cũng con người ta hướng thiện, nhưng mà khi anh đi bây giờ nó một cách nôm na cho mày hiểu rằng
chiến tranh hiện giờ đang loạn lạc đa số hầu như là do đạo mà ra cả, không có chủ nghĩa đủ mà giống như ý thức hệ như ngày xưa đủ cộng sản tư bản, không có Mỹ đâu, Syria gì đó, Afghanistan này kia đó đủ, mà còn là đạo không, IS đó, đạo không, đạo hồi cực đoan, đạo không, Philippines đó đâu xa đủ cũng đạo không, đạo hoodoo thì không biết gì đó, giết nhau như ngoé cũng là đạo không á, chiến tranh hiện giờ là đạo không á. Như anh thấy vừa rồi cái vấn đề mà đạo không đó, cái vấn đề mà gọi là học sinh đi học, à, cái vấn đề giống như là cái cách giảng dạy giáo dục vừa rồi, tự nhiên ổng đi cấm những đứa nhỏ không cho tới trường, anh thấy một cái điều phi lý không? Cái chuyện đó đâu, thằng A Quy nó đòi thọc não tao kìa, trời ơi, tao không hiểu, mà đối với tụi nó không có nói chuyện. A Quy ơi, trong diễn đàn này A Quy nói câu nói nó không có tác dụng đâu A Quy, nên đâm ra khỏi phải nói. A Quy nói 10 câu ở đây không ai lên tiếng đâu, nhưng mà Dương nói một câu người ta lên tiếng đó. À, bây giờ các anh chị nào mà không đồng ý A Quy lên diễn đàn bấm em số 2. Thì lên tại vì chút xíu nữa sắp tới giờ sửa giờ tới đi đón nhóc cháu ngoại đó đi học kindergarten đó, là học ở lớp mẫu giáo đó, giống như hôm trước tao nói mày đó. Cũng gì cái chỗ đó cho nên ra tao mới được tao mới đưa cuốn sách mà đủ có nói cái về cái vụ mà không có vua tròn đó, thì nhưng mà đủ nó ngộ lắm, cái người Việt Nam mình, tao cũng từng nói cho bên hoài cái bản chất người Việt Nam mình nó xấu lắm đủ, nó khổ vậy, cho nên vì chuyện đó mình nói hoài nói mãi nó cũng vậy thôi. Đó, thì tao kia tao về là đủ mà tao no đòn với bà già vợ rồi, đủ mà tao sẽ lên nhà mà nghe nó chơi cho bà già, bà vợ lớn tuổi rồi cũng 80 rồi cho đâu có gì đâu, nhưng mà có cái điều à, bà xuồng đạo lắm mày ơi, bà xuồng đạo đến nỗi mà thì thay gì tao nói mày nghe, những người lớn tuổi vậy thôi, mẹ mẹ bây giờ mẹ còn khỏe khỏe thì sáng sáng thì mẹ đi exercise, mẹ đi đi bộ thả ra ngoài công viên rồi để mà không được. Cảm ơn. À, theo ông A Quy, theo ông A Quy. Không, nên A Quy, tốt nhất A Quy không có lên được đâu. Đã nói rồi mà. Ở đây á, ở đây Dương nó nhắc lại cho A Quy nè, không phải là Dương không để muốn A Quy lên. Dương đã từng nói rồi, A Quy thay đổi cái cách nói chuyện của mình đi, đúng không? Thể hiện mình là một người có trình độ và mình là người để xứng đáng cho là cháu của hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Nhưng mà cuối cùng là sao? Chờ đợi hoài, A Quy chỉ lanh quanh lẩn quẩn, chỉ đi theo học đòi cái kiểu của Hùng Lân, học đòi theo của Jason Bùi, đúng không? Đó. Mà nó ngồi, à, bây giờ đây là tao không biết sao kỳ đó. Như cái lớp tuổi của tao, những người mà cầm súng trực diện đi chiến đấu ngày xưa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, thì vậy đó. Họ thù hoặc là không thù là do họ chứ. Cái bọn con nít ranh này mới mấy chục tuổi rồi mà nó không hề biết cái gì tương tự, mà nó thù là thù sao, tao không hiểu nổi. Cái đó ta không hiểu à, cái đó là như là di truyền hay là hoặc là sự suy từ người trên nói với người dưới, ta không hiểu được. Rồi em hỏi anh thử nè, xong rồi nói là nói với Hùng Lân á là lên nói sự thật, hỏi sự thật cái gì, nhìn trên một cái clip đăng trên một cái mạng đó là sự thật hả? Em không hiểu là mình nhìn một cái clip rồi mình phải nhận định xem nó là như thế nào, cái đúng cái sai ra sao, rồi cái nguyên do như thế nào mới có cái clip này, và cái clip cái tính trung thực của cái clip này nó ra sao, thì lúc đó à, gọi là sự thật. Trên mạng và kho tư liệu của nước ngoài thiếu gì chứ, như là Pháp có nè, Mỹ có nè, kho lưu trữ tư liệu đó, những cái phim mà coi phim tư liệu đó nó ra nó coi nó biết liền vậy, nhưng mà tại nó cố tình không biết chứ không phải không biết. Mày coi cuộc chiến tranh 10.000 ngày chưa? À. Đâu phải là người Việt Nam làm đâu, không phải người Việt Nam làm. Rồi những vũ khí bí mật cũng đâu phải người Việt Nam đâu, toàn là Ba Lan hay là Pháp hay là Mỹ gì đó không à. Đủ mà chứ đâu có ai làm đâu. Rồi cuộc đó những bí mật của chính Việt Nam đó mới ra coi gì đó của tụi bé gì BTS hay cái gì đó, cũng của người Mỹ làm cho Việt Nam. Mày coi đi, tư liệu đó thì biết liền chứ có gì đâu. Tao giống ngày xưa có dân như mày đó, đi lính thiệt nhưng mà không biết chủ trương, không biết đường lối gì thế rồi. Coi thế đi rồi mày biết. Người Mỹ họ đã hận thù, mà bây giờ người ta không hận thù, người ta đi ra bắt tay người ta làm ăn. Còn tụi bay là thuộc cái dạng con nít ranh, mà đi hận thù làm cái gì? Hận thù thì cũng đúng, cho là đúng đi, không bỏ được thì ok đi, mà phải nói chuyện cho nó logic, dẫn chứng cho nó đúng.
đủ 10 phần thì mẹ mẹ mày trật lết 101 hai cái rồi, thứ gì mà không có xạo được. Sự thật là gì A Quy? Sự thật là bây giờ Đào Minh Quân đi kiện chính phủ Trung Quốc với chính phủ Việt Nam đòi lại 36.000 tỷ đô, đó là sự thật đúng không A Quy? Đâu có ra đâu, đúng không A Quy? Nói chuyện nghe không cần phải đi hỏi hỏi cả khác cái điều A Quy không? Ta hỏi cái câu đó mà sai hả? Tại sao lão cầm mở cái động vô thôi thì rõ ràng tại ở đâu ra, tao chỉ chấp nhận là người Việt thôn tôn thờ đồ má cái người Việt thôi, còn cái đó là đạo ngoại lai rồi, tao cho là vậy đó. Tại vì tao hỏi rõ ràng, đầu tiên tao đã hỏi rồi, ông Giêsu họ gì, mày trả lời không nổi, đừng nói ai, mày đó là thứ ông Giêsu họ gì, họ gì, nhắc lại một câu nữa, họ gì mày trả lời đi. Khi tao hỏi là mày biết là người ta muốn nói cái điều gì rồi, mày có quên mức độ người ta, mày ngu đến mức độ mày hết mà không hiểu được cái thâm ý của tao à? Vậy mà là... đâu hiểu sự tâm thí trong câu hỏi đâu anh, thì đâm ra là cứ nghĩ thẳng cái câu hỏi thì mới như vậy thôi. Trời đồ thứ tàu lao vậy mình nó kêu nó trình độ đạo đạo gì. Tao hỏi một lần nữa nè, ông Giêsu Christ á họ gì? Thôi A Quy ơi, nhận định cái điều đó nó không có đúng đâu. Tao tao nghĩ mà nhưng mà cái tư duy của anh Cầm á, xin lỗi nha, kêu luôn cả ông Đào Minh Quân ra nói chuyện chưa đủ nha A Quy, chứ A Quy đây đừng đủ tuổi đâu để nhận xét. Chưa A Quy trả lời chưa? Có trả lời được đâu anh? Nấu rồi chuyện ông Giêsu Christ họ gì? Họ Nguyễn, họ Trần, họ Trịnh, họ gì? Họ ok hả? Đang chờ. Đi xuống này. Đi xuống này. Đi xuống này. Tào lao, chỉ có gì đó không mà trả lời cũng được, rượu má mày đặt sao? Chứ không có đơn giản thôi mà không trả lời được. Ừ. Thôi được rồi, anh chỉ nói bao nhiêu đó cho mọi người hiểu. Và chỉ khuyên mọi người điều là cái gì cũng bình tâm. Những người con chiên thì cũng vậy, cũng giống gia đình tao cũng vậy thôi. Tin thì tin cũng vừa vừa thôi, đừng có tin quá, thuộc cái dạng cuồng tín. Thấy không? Mà cuồng tín rồi thì nó nói thì sao mình làm vậy là mình vi phạm luật, thế thôi. Còn mấy ông cha đúng rồi không à, như... ông cha nào cũng chẳng có cha đâu có nha. Anh Sơn Tây không mẹ? Ôi mệt không. Thôi được rồi, ok anh tới giờ rước nhỏ rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Ok dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ dạ rồi không à. Đã nói rồi A Quy không bao giờ lên thì khỏi cần phải bấm ok chứ nhiều A Quy à, hiểu chưa? Không bao giờ A Quy lên được trên diễn đàn này nha. Những cái gì A Quy thể hiện á là A Quy đã nói rồi, nhắc lại cho A Quy nhớ nè, đã từng Dương đã từng nói A Quy rồi, thấy không? Thay đổi cái cách nói chuyện của mình, thể hiện mình là một người hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa và mình là người có kiến thức, mình đi một con đường khác con đường của bọn Ba Que hay đi, đúng không? Thì lúc đó Dương sẽ mời. Còn bây giờ A Quy sao? Bây giờ A Quy đi vào con đường của bọn Ba Que nó hay đi, mà chẳng những là A Quy còn tệ hơn cái bọn Ba Que đó nữa. Thì bây giờ lên đây để hỏi những gì? Lên nói sự thật hả? Sự thật ở đâu? Sự thật theo của Hùng Lân hả? Yes hay no, cho xem một cái clip rồi hỏi yes hay no hả? Hả A Quy? Nên tại sao trong diễn đàn của Bình Dương Hùng Lân không bao giờ xuất hiện được nha? Nè, còn bây giờ á, còn bây giờ à, Mụ Thủy Tiên ha, Mụ Thủy Tiên. Ở đây mình mở cho Mụ Thủy Tiên thì Mụ Thủy Tiên biết thân phận của mình đi ha. Đừng ngồi đó nha. Đừng ngồi đó mà sọc dưa nha, rồi ăn lóc tiếp nha. Đương nhiên hiểu quá rõ luôn rồi A Quy à, hiểu quá rõ luôn rồi, đúng không? Tất cả những gì A Quy thể hiện trên cộng đồng mạng đến ngày hôm nay, tất cả A Quy à, chưa biết đâu A Quy.
không phải người nào cũng biết đâu nha. Nhưng mà để Dương cho lên cho mọi người nghe. Không được. Đúng. Đương nhiên rồi, mụ Thủy Tiên bà thích đội quần là đúng rồi. Bà đậu quần liên tục mà, cái chuyện đó khỏi cần khoe, người ta cũng biết mà. Thấy không? Không cần phải, không phải, không cần phải khoe đâu. Cái đó cũng tùy thôi anh Peter, ở đó mình cũng không nói được, tại vì tùy theo cái cho mở diễn đàn á, mà anh vô là coi như là nó không cho anh lên, không cho mình lên, mà ở dưới nó lại chửi bới, mà thậm chí cái thằng chủ diễn đàn nó cũng chửi luôn. Mà bây giờ nó, cho nên á, đôi lúc anh chấp nhận anh mở tại hồ mình anh nói không, bạn lệnh nó vô đâu, anh dám vô đâu? Thì đúng rồi, nó đúng rồi. Nó vô là nó sợ nó chửi lắm rồi. Nghe Hùng Lân nói một câu không các anh chị? Hùng Lân mở diễn đàn đâu ai dám vô đâu, đúng rồi, diễn đàn hay quá vô đó làm gì? À, vô đó để làm gì, có gì để nói, đúng không? Ở đây á, em đã từng nhận xét về Hùng Lân rồi. Thứ nhất, nó đi nó la liếm tất cả các diễn đàn, không kể cả diễn đàn của Duy Nguyễn, hỏi, học hỏi, nó gọi là đi học hỏi. Nhưng mà cuối cùng sao, về mở ra một cái diễn đàn. Mà xin lỗi á, đã nói rồi, kiến thức là vô hạn, đúng không? Trình độ con người nó chỉ hữu hạn mà thôi. Cái thứ hai nữa, ít nhiều nó phải có cái khiếu tư duy thì mình mới có được một cái buổi nói chuyện nó gọi là tương đối. Còn ở đây Hùng Lân như thế nào? Trình độ không có, trình độ hùng biện không có, mà bày đặt đặt những câu hỏi nó không đúng sự thật thì ở đó ở đâu ra được người nghe? Bởi tại sao mở diễn đàn nay mấy tháng trời lèo tèo chỉ vài người nghe? Tại vì sao? Đúng rồi, Aoi phải đi đi. Nè nghe chào, tiếp nè nha. Thì đó, cho nên nhưng mà cũng còn một số diễn đàn giống như Dương Vi và Nguyễn Thị Ngọc Hiếu cũng cho IQ vào thì cũng đỡ đi. Còn những cái diễn đàn khác là thôi, Hà My, Lưu Ly, Bình Dương hay là anh Bằng là tuyệt đối không dám cho IQ lên. Đúng rồi. Không dám cho IQ lên. Đúng rồi. Vậy còn đúng rồi. Không, nó cảm thấy nó không đủ trình độ, cho nên nó nếu mà nó cho IQ lên thì coi như là lộ tẩy nó là thằng ngu lâu dốc bền sao? Thì đúng vậy, hồi hồi xưa vậy IQ vào nói chuyện, IQ đó có bao giờ mà ấy đâu, đâu có bây giờ mà để cho họ họ dẫn dắt được IQ, tại những gì IQ nói là sự thật cả, cho nên mình không thể nào mà đúng, mà thua họ đúng, được. Đúng. Cái sự thật không thể đúng, nào đúng. Mà thua những cái dối gian. À, tránh đúng, không thể đúng, mà thua ta được, cho nên không bao giờ. Ừ. Cho nên nó ngày hôm nay công nhận cái không gian mạng đó nó ác liệt lắm mà Nụng Lân anh, có lẽ Nụng Lân đi chơi. À, các anh chị nghe sơ qua cái giọng của A Quy chưa nha, đúng chưa, gọi là chánh không thắng tà. Ờ, chánh tự cho mình gọi là chánh đúng không, ít nhiều mình phải có cái tư duy nhận định của mình đúng không. Còn bây giờ á, hỏi gì chứ A Quy nói lên sự thật gì A Quy hả, sự thật như thế nào, coi một cái clip rồi đó là sự thật hả hả? Mà trong khi đó cái clip mình chỉ coi qua mạng, còn cái người, những người người ta đang ngồi thực tế trong một đất nước Việt Nam này, người ta hiểu hơn nhiều mình rất nhiều. Chứ mình đừng có đem cái luận điệu rằng mình ngồi ở ở bên kia nửa dòng chat hiểu được cái gì hả A Quy. Nên bây giờ á, đương nhiên rồi, hiểu chưa? Nên là tại sao một khi đến ngày hôm nay Bình Dương đã nói rồi, một khi đã không vạch mặt A Quy thôi, vạch mặt là phải có đủ chứng cứ để vạch mặt nha, chứ mình không có nói bằng cái miệng nha A Quy, nha A Quy nha. Còn đã giống như hôm ngày hôm kia qua trên diễn đàn anh Bằng Nguyễn, nào là nghị định quyết 36 hay là nghĩ tình dân tộc đồ, xin lỗi đi A Quy, ngay từ đầu A Quy đặt chân lên trên diễn đàn mạng này có bao giờ nói tới nghị quyết 36 chưa? Chưa bao giờ có. Thì đến ngày hôm nay cảm thấy cái thế mình bị thất thế thì đừng nói cái nghị quyết 36. Mình nghị quyết 36 là kết hợp giữa đôi bên chứ không phải là một phía,
hiểu chưa Aqui nha. Nên đến ngày hôm nay tất cả những gì Aqui nhận thì đó là do Aqui gieo, thì đến ngày hôm nay Aqui phải gặt, đơn giản thế thôi. Đừng trách người khác mà hãy tự trách bản thân mình. À đúng rồi đó, lấy cái nick này vô là đúng. Vụ rồi gì đó. Dạ, vụ gì nó đến nghị quyết 36 giờ. Hả? Đâu phải IQ, IQ thấy mình nói chuyện quá rồi nói là phải nghĩ đến nghị quyết 36, đừng có gọi là đừng có ít nhiều là cũng là dân tộc, tính thể hiện tinh thần dân tộc với nhau. Có đủ. Sao có lúc mà vô hỏi mấy câu hỏi mà để chống phá đất nước không nói đến nghị quyết 36, mà bây giờ tự nhiên cái bị lật hết lại cái là lôi yếu 36 ra để nói vậy. Pikachu xin kính chào quý vị và các bạn. Ừ. Aqui à, đã một khi mình chơi chính nhân quân tử đúng không? Ngày hôm nay đến giờ phút này rồi. Lộ hết mẹ, đưa mặt lên đi đi còn giấu gì nữa không biết nữa. Cần gì mà phải núp để làm gì? Thấy không? Không cần đâu, anh Quân Nguyễn à. Còn một cái nít nữa, còn một cái nít nữa, lấy luôn ra đi. Chào Haru. Ôi. À, đương nhiên rồi anh. Có nghĩa là trước khi mà mình nói chuyện thì mình phải dạch ra cho rõ. Chà, mọi người. Đã một khi nói đi anh. Sao nói giỏi vậy Bình Dương là sao anh Quân Nguyễn? Chào anh Trung Kiên. Hôm nay anh Trung Kiên có khỏe không? Là sao này? Rõ ràng rồi. Ông nói Aqui cứ lượn lượn đây thì chết rồi còn gì nữa, có gì nữa đâu mà nói. Bây giờ còn chơi cái trò mà hả, chịu đấm ăn xôi nữa, người ta nói gì người ta nói cứ xong rồi đến rồi lên nói được cái gì hay cái đó. Chết rồi, cái tư tưởng này mà còn trong đầu nữa thì chừng nào mà mới nghĩ được cái chuyện kia được. Nghị quyết anh. Hay vậy trời. Cái nghị quyết 36 á là dành cho kiều bào nước ngoài phải không anh Dương? Đúng rồi. Của mình đang ở nước ngoài với tinh thần yêu nước và xây dựng quê hương đất nước, đảng và nhà nước cũng như là người dân ở Việt Nam trong nước luôn dang dòng rộng vòng tay chào đón các anh chị trở về. Tuy nhiên là nếu các anh chị là những người chống phá, thôi các anh chị biến mẹ đi, tại vì các anh chị trở về thì cũng bị đập cho chết thôi. Đó, nói vậy á là em mà ngày xưa á em live stream em cũng hay nói, mà bây giờ đến bây giờ em vẫn không thay đổi cái quan điểm đó. Là đối với em á là những cái đứa đó không gọi là đồng bào, em không coi những đứa đang chống phá đất nước là đồng bào nha. Nên các anh chị nào ba que xỏ lá mà đang ở nước ngoài đó, mà hả đang nghĩ rằng là mình có cái quốc tịch Việt Nam hay là hả đang có dòng máu Việt Nam không, mà anh gì chống phá thì các anh chị cũng đừng có nghĩ là hả tụi tôi coi các anh là đồng bào nha. Đó là một cái sai lầm lớn lắm luôn á. Khác nhau ghê gớm. Thằng quỷ là quỷ đâu hỏi nha, hỏi gì cũng ngã nha. Nha anh Quân Nguyễn. Cái tên đó là cái tên anh Quân Nguyễn là của Aqui. Tự nhiên các anh chị vô mấy anh chị tự nhiên các anh chị vô với anh mấy anh chị mặc định là nghị quyết 36 là dành cho mấy anh chị hả? Mấy anh lý luận ở đâu ra cái kiểu đó vậy? Ở trong đó cũng có nói rõ là dành cho những người anh chị yêu nước mà, đúng không? Mấy anh chị chống phá thì sao gọi là yêu nước được? Cái anh Phụng lên đây, cái nick Aqui Nguyễn đó của một người khác đặt thôi chứ không phải là của Aqui đâu. À, hồi nãy lúc em đang live stream với anh á, không biết là không biết là ba que hay là quân cánh tả cánh hữu cánh tả gì đó đó thì mà tính định chén đít hả, chén sao được mà chén.
tại cái tài khoản của em cài cái bảo mật á, nên là hển khi mà có cái ý định xâm nhập vô á, máy nó báo thì nó rớt ra thôi, chứ chán kiểu gì mà chán được, chán được chán hộ À, cái. con này con ba que nó đang đứng đây nó đòi live stream nè. Người ta giờ người ta chơi bảo mật cấp 2 rồi mấy ông ơi. Mấy ông giờ đang còn mò mò cái bảo mật cấp 1 để mấy ông đi đi ăn cắp nít người ta hả? Hay để làm sập nít? Rồi quên đi mấy chồng trẻ con đó. Má thì ngày mai ngang chung nó khóc điện thoại ơi, mất cái sim, mất cái tài khoản rồi. Cái đích lúc đó mới vui ha. Chạy rồi à, anh Nguyễn anh Quân ơi. Thật ra thì Đúng thôi bây ừ đúng giờ ba em mình đúng dẹp qua, tạm thời mình dẹp qua một bên đi, tại với mấy con chó ăn cứt đó thì hả mình muốn chửi nó lúc nào cũng được hết đó. Nhưng mà giờ cũng nói với các anh chị của bác là bây giờ đã 11 giờ hơn rồi, thì cũng sắp bước qua ngày 26 rồi, chúng ta bước vào ngày quốc tang của chủ tịch nước Trần Trần Đại Quang, nên là nếu như các anh chị em nào mình có lòng thì chúng ta hãy bắt đầu đổi cái avatar cờ rủ đi, để mà chuẩn bị bước vào ngày quốc tang của nước mình. Thì bây giờ thực ra thì chúng ta người dân trong nước thì cũng không có một cái hành động nào thiết thực hơn là cái hành động này, chúng ta cùng sinh hoạt với nhau ở trên mạng như thế này á, thì chúng ta nên có một cái nên có một cái hành động chung về cái vấn đề này. Nó vẫn còn nghe hả? Vị khách mời dạ vẫn nghe vị vị mà khách mời đang nói là Trung Vũ đó, anh Trung Kiên, anh đặt tên xong rồi anh thấy chữ Trung hay quá, anh lấy luôn cái chữ Trung của tài khoản em đó, anh đặt tên cho anh luôn, anh hay thiệt là hay đó. Thì em thì em đổi rồi đó, còn các anh chị đó thì à nếu mà nói đoàn kết đi anh chị em đó, thì em nghe em lại mắc cười, em nghĩ là lại mắc cười về cái chuyện mà bộ ba thần thánh Hùng Hùng Lân với là một cái dự án đặt bom ở trong dự án, rồi Jason Bùi đặt radar trong gì radar trong đặc khu, còn khu AQUI thì là hả chuyên gia đem đặt chất nổ đó, thì bộ ba thần thánh đó không biết là livestream có ngụ ý gì hay không mà tiên livestream xong rồi lưu lại cái livestream đó nữa, độ ngu lên đến đỉnh cao luôn, bày mưu tính kế mà lại đưa lên Facebook cho người ta coi, đúng là khùng điên thiệt. Nhưng mà tụi bay có bày mưu tính kế gì hay không thì nó cũng vậy thôi nha. Hiện bây giờ thì hôm qua cái câu này em cũng nói bên diễn đàn của anh Bằng rồi, em tiếp tục em nói lại, có nghĩa là gì nè, rõ ràng rồi là anh em mình đang có một mối mâu thuẫn đúng không, nhưng mà cái mâu thuẫn đó thì không có đến độ phải giết nhau hay gì hết, nhưng chứ ba que mà phá mà trở về phá cái là giết thiệt á. Nên đừng đừng có nghĩ là hả bây giờ phải giết nhau thế này thế nọ, là quên bớt cái chuyện đó đi, chúng ta không có nghĩ được chuyện đó đâu, đúng không? Mâu thuẫn thì cũng không giải quyết bằng cách này thì có thể giải quyết bằng cách khác đó. Còn cái chuyện mà hả ba que thì chuyện từ ngày này qua tháng nọ, chửi cha thằng nào là AQUI hả chú Hoàng, chú Hoàng chơi kỳ vậy. Anh Dương nhắc chú Hoàng đi, nếu không thì lóc chú Hoàng không đi. Tự nhiên cái đã tên AQUI cái chú nói chửi cha thằng nào tên AQUI. Chửi cha chửi mẹ luôn đi chú Hoàng ơi, chửi cha chửi mẹ luôn mới đủ. Chửi cha không là mẹ buồn. Thỏ lá nó nằm kế bên là chị Trịnh Minh Thuận ơi, thỏ lá nó đang ngủ ở À, phòng ba que. anh Quân Nguyễn chúc mừng chung về lại nhóm D3Q. Có gì đâu chúc mừng, chuyện đó chuyện đương nhiên thôi. Cái chuyện đó là Trung Mập với Loli về lại cái chuyện D3Q là cái chuyện đương nhiên thôi, tại giờ vẫn còn giữ nguyên cái tiêu chí làm việc như vậy thì đương nhiên là phải về rồi. Thôi mà bớt khen đi, cái nhóm D3Q này hay là anh chị em yêu nước ở đây ai lên mạng cũng thông minh hết á. Tất nhiên là phải thông minh hơn mấy thằng ngu ba que rồi, ba que đương nhiên là ngu rồi. Ở đây toàn là hả cái dạng mà quần chúng tự phát không á, mà ba que còn không làm được cái gì nữa mà nghĩ sao mà đi rồi đi về đi phá lực lượng an ninh Việt Nam, đụng được không, À. ngắm đụng được Cỡ không, quần chúng tự phát vô món à, việc mà việc còn không xong đây toàn là ngồi ở quần đòi đụng phát với ở người đây chưa có gì đó nha, cộng mà còn làm không được không sản. ăn được tới đâu nữa.
ở đó mà về mà rồi đi phá. Trời ơi, suy nghĩ chút xíu đi ba. Mấy ba thực tế chút đi, suy nghĩ mà thử cái thực cuộc tế sống chứ mình phải đừng có có suy thực nghĩ. tế cuộc sống chứ. Ê, A Quy có ngồi đây không? Cho A Quy nhìn nè. Đó, biết gì không anh luôn, anh Bình Dương? Quần áo chứ gì, Áo, áo, áo. Một đống áo, bây giờ ba mấy gần 40 cái đang nằm đây nè. Rồi đống nón nữa kìa. Trời ơi, tôi khổ tâm quá. Mà đã vậy á, ở trên YouTube đó, nãy em lượn em coi á, mấy chị em bên YouTube, anh chị em á, nói chung ơi, chừng nào làm cho mình 10 cái. Trời ơi, em nói thiệt chứ không phải là em than thở gì hết, nhưng mà vậy nè, có nghĩa là em giờ đi làm áo á, thì cũng cực thì cũng không cực đâu, bây giờ mẫu áo đó mình đã có rồi, nó ra là đưa cái là người ta sẽ làm liền, nhưng mà hả, cái số lượng lớn á, mà mỗi lần á, thu tiền là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là thu tiền xong rồi em lấy áo về á, em phải đi gửi nữa. Trời ơi, em nghĩ đến cái cảnh em đang nghĩ cái đống đống đồ này em đi gửi là em thấy ngán. A Quy lấy thì giờ A Quy cứ đưa đi, riêng A Quy thì thôi mà cái này chưa có. Ủa nãy em có mời anh Quân Nguyễn lên chưa anh Bình Dương? Quân Nguyễn hả? À, chưa có mời Quân Nguyễn lên. À, anh Quân Nguyễn chưa mời lên thì đâu có biết được có phải là A Quy hay không. Nhiều nhiều khi á, cái thứ chó đẻ nào nó giả dạng vô. Đây chị Vương ơi. Anh nên biết nè, em Đây vậy rồi, anh Bình Dương, anh Bình đặt Dương, lá anh Bình Dương ơi, lá rồi. anh Bình Dương, em nói anh Bình Dương nghe nè. A Quy á, căn bản con người nó đã khốn nạn chó đẻ rồi, mà chưa biết được cái thằng nào lỡ như mà không phải A Quy nó giả giả cái ặc của A Quy nó lên đây là cái thứ đó còn chó đẻ khốn nạn hơn nữa, anh thấy không? Mình bây giờ vậy nè, anh mời lên, anh mời lên xong rồi cái người ta lên nghe cái giọng biết là A Quy hay là cho thấy cái mặt á, thấy cái chùm cái bộ râu mà râu quai nón á, Bộ 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 à râu quai nón đó, cho mình lên mình thấy là mình biết là A Quy rồi, mình đá xuống vậy thôi. Có nghĩa à, đây anh Quân Nguyễn đây là A Quy thiệt chứ không phải là mấy thằng chó A Quy nào khác. như bây giờ chữ tôi luôn sao hả? Đương nhiên rồi, đặt cái tên thì đương nhiên rồi, thấy cái bia là phải bắn thôi. Không phải là chửi tôi không sao, À mình phải chị biết Vương, rằng mình đang ở đâu, phải không? Thà không biết thì thôi chứ biết là chửi, chửi là chuyện đương nhiên rõ ràng rồi, hiểu không nè? Nói chung A Quy ngồi dưới, A Quy chat đi thấy cũng vui, có người tại nhiều khi á, nó thật ra cái ạc kia rồi, cái A Quy Nguyễn á, là vâng ơi. ổng chặn em rồi mà em kêu ổng đừng có mở, rồi xong cái bây giờ á, lâu quá không thấy ông, không có người chửi, mà chửi chửi phải có mục tiêu để chửi chứ chửi chung chung gì, biết chửi gì buồn lắm. Trời ơi, ho luôn á. Con người đó, nó nhiều thôi mà thôi, chửi nặng quá nhiều khi A Quy. Trời ơi, cái mối Ơi. mối hận của chúng ta đang còn dài lâu lắm A Quy, nhớ không A Quy? A Quy nhớ không? Nhớ chuyện A Quy đi xuyên tạc không? Tôi nói cho A Quy biết nha, A Quy đi xuyên tạc tôi là A Quy tới số rồi đó. Thì con người á, con người tôi chửi như con chó là tôi làm 7 món rồi, tôi nói cho A Quy nghe. Ủa, tỏ lá đang ngủ rồi nè. Chờ em chút xíu đi chị Cao Bằng Lan, chị chờ em chút xíu đi để em ngồi nói chuyện nha Quy chút xíu nha. Đúng rồi, thằng A Quy là thằng khốn chết mẹ rồi, anh Quân Nguyễn em thầy luôn, em nghi A Quy ăn anh Quân Nguyễn không phải A Quy đâu. Không phải A Quy, anh biết không phải A Quy mà. Em nghi đâu, không phải A Quy đâu, chứ A Quy nó cái kiểu nó chó má lắm, nó không phải kiểu này đâu. Cái này cũng chó nhưng mà không Cười chó cho bằng A Quy thôi. A Quy chạy mất rồi, cái này nick là giả thôi, anh nick cái Đúng tên thôi chứ không phải là A Quy đâu, A Quy chạy mất rồi. rồi. Rồi thêm mới nãy có thêm con cái nickname mà Kim Ngân nữa, cái con mà để mà màu xanh xanh avatar cái cùi tai gì nè, lóc Em nói đầu cho anh rồi. nghe nha, cái thằng A Quy này tự nhiên nhìn thấy cái mặt, nhìn thấy cái tên của nó cái bỗng nhiên nhớ đến lần đầu anh Quân. Anh biết nhớ vụ gì không? Nó cầm một cuốn sách đó, nó cầm một sách tài liệu lên, nó nói như đúng rồi vậy đó. Ở trên đây à, chúng ta sẽ đòi Cộng sản Việt Nam, không phải Cộng sản Trung Quốc,
Trung Trọng đền cho chúng ta 36.000 tỷ đô la. Đây, 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 nó giống, giống kiểu như vậy đó, 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 đó. Đền cho chúng ta 36.000 tỷ đô la. Thế là... Và chúng tôi chỉ tin duy nhất một... Không, cái tên AUI này nè, cái tên Anh Quân Nguyễn này em nghi là giống như cái tên thằng Huy Huy Nam Nguyễn. Giống lắm á, giống cái cách nói chuyện lắm nha. Tôi chỉ tin một mình nhà báo Vũ Hoàng Lân, Phú Vân Sa TV. Tôi sẽ để cho anh Vũ Hoàng Lân chụp cái hồ sơ này. Đó thì nếu như chúng ta lấy 15.000 tỷ để mà làm gì cho Mỹ anh mình chưa? Cho Mỹ, tặng cho Mỹ 15.000 tỷ. Hậu, rồi chúng ta tính cho thằng biếu vậy, kính biếu. Kính biếu cho Mỹ 15.000 tỷ đô thì chúng ta sẽ còn bao nhiêu quý vị? Còn bao nhiêu à? 21.000 tỷ đô. Chúng ta sẽ đi, bà con 90 triệu dân của chúng ta sẽ rất là thoải mái, gọi xài xong rồi lấy cất ăn. Hả? Tao mày bản thân mày á, lúc nào nghĩ cũng nghĩ đến có tiền là xong hả? Mày, đây em nói anh nè. Cái kết cấu của một xã hội á là phải có người này sản xuất cái này, người này sản xuất cái kia thì mới có cái cung cái cầu vậy. Người tiêu dùng, còn nếu tất cả ai cũng có tiền á thì ai sẽ là người sản xuất và sản xuất cái có người sử dụng đó, nhưng mà lấy ai là người sản xuất đây? Ví dụ như á, bây giờ ông Đào Minh Quân á, nói về ông Đào Minh Quân thì bây giờ mình đặt một cái giả thuyết về là chung. Ví dụ chẳng hạn ông nói là kể từ ngày khi tôi thành lập cái tôi có cổ phần trong cái sòng casino đến ngày hôm nay, số tiền tôi có thể quyên góp được, ví dụ chẳng hạn được 1 tỷ đô đi. Bên cạnh đó tôi sẽ mở ra một cái đồng tiền ảo nữa để tôi làm cái ngân hàng ảo. Thì tôi huy động lên là khoảng tầm 30.000 tỷ đô. Thì ok, cái điều đó mình nghe nó cũng còn có hợp lý chút đúng không? Còn tưởng sao mà đi kiện chính phủ Trung Quốc, đi kiện chính phủ Việt Nam để lấy 36.000 tỷ đô. Ôi mà nói chuyện giống vui quá ha. Nó nói chuyện, em nghĩ lại, bây giờ thì em nghĩ lại cái tiền mà ngày xưa mà thằng Phật Quốc Sa nó đền cho Việt Nam mình 500 triệu đô đó. 500 triệu đô á, tính ra là 11.000 tỷ đồng á. Tính theo là giá lúc đó nha, mà bây giờ không biết. Trời ơi, vậy là 21.000 tỷ đô là ra bao nhiêu tiền? Họ tính không ra được số tiền luôn á. Đó. Thì đâu có đọc ra được 31.000 tỷ đô. Hôm trước có má nào hình ê khoan, hôm trước bà Haru mới đăng lên cái số tiền mà em đọc đó là mấy trăm triệu tỷ rồi mấy trăm ngàn tỷ nữa. Má ngồi đếm mất mệt luôn á. Nên thôi, để yên cho tụi sống vậy đi. Sống của tụi tôi em đềm rồi. Mấy ba mấy má bớt giùm đi. Mà già cho không, ta sống nhiều đây mấy rồi. Ông già bà già không, diễn vui ơi là vui luôn. Đúng rồi, nó tép cơm, nói câu nó khổ quá, kiện cái gì, tư cách gì mà kiện. Thì đúng rồi, đó, bây giờ có chú Vinh Độ chú muốn lên kìa. Không, chị Cao Hoàng Lan chứ. Thôi, để em xuống đi chứ. Hồi nãy có chị Cao Hoàng Lan, chị nói chị lên mà để chị chờ xong giờ chú Vinh nữa lâu lắm. Bây giờ phải xuống, nhưng trước khi xuống á, A Quy nha, quay lại làm cái thế giới là người đi, làm chó không có vui đâu. Đi bằng hai chân thôi, đừng có đi bằng bốn chân. Coi vậy chứ làm chó khổ lắm á, người ta quăng cái gì là phải gặm cái đó, đâu có phải là cái gì cũng no đâu. Thấy không? Đúng rồi. Mà có nhiều con chó nó ngộ lắm anh Dương. Có nhiều con chó khi mà con người đi vệ sinh ra nó liếm hết luôn á. Đừng có giống con chó đó nha. Thôi em đi áp xuống á. Ok, bye bye. Hôm nay chương trình này là thọt lách ba que mà anh Quân không nghe hả? Không nghe thấy cái tiêu đề hả? Thấy thọt lách ba que không? Cứ có ba que vô là thọt lách thôi. Chào. Chị ok là cái chị Cao Hoàng Lan.
Chị chào Bình Dương nha, chào hết mấy anh chị em diễn đàn nha. Gần 12 giờ rồi cũng ráng lên chút xíu, rồi để xuống ngủ. Biết sao không, mình có cái câu nói này nó nghe nó cũng hay. Mình mới học được là cái câu này nè: 10 phần mà chết 7, còn 3 mà chết 2, còn 1 mới ra Thái Bình. Mới nghe được cái câu đó, mới học được câu á. Học cái câu của Aoi không, nói chung là chị học ở đâu kệ chị, em cứ hỏi là thằng chi. Chị đóng tiền chị học, tự nhiên em hỏi chị chỗ nào dạy. Chị đang đọc quyển câu đó mà. Xong rồi á hả, cái anh Quân Nguyễn này, để nói nghe anh Quân Nguyễn, thôi anh xả vai giùm em anh Quân Nguyễn. Anh đóng dưới hai màu áo em mệt quá rồi. Anh xuống giùm em cái xả vai đi. Bắt mệt. Tự nhiên cái mới nghe được cái câu nói mà 10 phần thì chết 7, còn 3 chết 2, còn 1 mới ra Thái Bình, chung cho mình khỏe trong người. Mình học được cái câu đó khỏe ghê vậy đó. Xong rồi hồi nãy mới có cái em kia mới gửi cho chị cái clip, chị coi cái chị học được cái câu đó. Cái câu đó hay ghê vậy đó. Người sống, người mình sống thì mình phải là đàn ông thì mình phải có một chút xíu gì để người ta còn tôn trọng mình là người đàn ông. Đây tôi nói không không nha, chứ tôi nói đụng chạm đến ai nha. Tôi nói không không nha, tôi mượn nhà Bình Dương tôi nói tí xíu thôi. Mình sống để mình coi thứ coi mình ra cái nick đàn ông một tí xíu. Đi rên rỉ bên này, rồi đi than thở bên kia, rồi qua bên nọ vỗ ngực xưng tên. Ủa chi vậy ta? Sống vậy chi vậy? Cười dữ lắm mà, cười nhà người ta hí hố dữ lắm mà, cười mạnh miệng lắm mà. Mà sao tới nhà người khác rồi mà im ru vậy? Bởi em nói rồi, em đã nói là em chờ cái ngày mà để được chứng kiến A Quy thể hiện bản lĩnh của một người gọi là hậu vệ ha, có trình độ, có tài này kia rồi. Nhưng mà em trông chờ đến ngày hôm nay em không còn cơ hội trông chờ được nữa, nên thôi buộc rồi. Em đã nói là em tuyên bố một khi em đã giặt mặt là không còn gì để nói. Giống như ngày hôm qua bên anh Bằng nói nhẹ tay, nói đã lên trên chiến trường rồi không có nhẹ tay, không đã chiến trường là không có chuyện nhẹ tay. Chị định kiểm lên chứ còn chị định kiểm lên mà chị thấy ở trong cái diễn đàn của em có một người mới, một người mới tên là anh Quân Nguyễn. Chị thấy cái anh này tự nhiên anh chào chị mà anh chào cái kiểu chào này chị nhớ quen quen. Chị không biết có phải người xưa không biết. Thường thường á thì ảnh hay chào chị cái chỗ này nè: ok chị Hoàng Lan, a y dài k o k a y dài đó. Cái đó là cái ấn tượng của chị đó. Dạ, rồi. Cái ấn tượng của chị nên chị nhớ cái anh Quân Nguyễn này, ảnh quen quen, không biết có phải người xưa của chị không. Xong cái tự nhiên cái chị thấy cái chữ đó, cái chị nhớ tới cái câu đọc mà cái câu thơ mà 10 phần là chết 7, còn 3 chết 2, còn 1 mới ra Hòa Bình đó. Cái chị nhớ tiếp cái câu nữa thì chị cũng lên chị gặp ảnh tí xíu, không biết ảnh người quen ngày xưa không chị cũng không biết nữa. Thôi xả vai giùm đi em trai thân yêu. Chị mệt em quá rồi, em xả vai giùm chị, đóng dưới hai màu áo coi rồi, mệt lắm rồi. Đàn ông gì mà đâm bên đây một câu, thọc bên kia một câu, thọt bên nọ một câu, không xứng đáng một người đàn ông. Mình không xứng đáng được một người đàn ông. Vỗ tay, hí hố vui mừng. Dạ anh thấy Linh Hoàng, bởi vì em gặp cái người này người quen quen, anh thấy Linh Hoàng rồi sao mà em mê cái câu nói mà 10 phần thì chết 7, còn 3 chết 2, còn 1 mới ra Hòa Bình đó anh. Em mê cái câu đó nên em mới lên em đọc cái câu lại cho mấy anh chị em nghe, không biết mấy anh chị em nghe chưa chứ em nghe rồi. Xuống này. Rồi xong rồi á, mình là đàn ông thì mình phải xứng danh một người đàn ông, mình có một chút xíu gì đó để cho người ta còn nể phục mình nữa, người ta còn nể nang mình nữa. Đâm bên này một câu, thọc bên kia một câu, đàn ông gì mà kỳ cục vậy? Tôi là đàn bà mà tôi không có cái tính đó luôn, thích cái gì là nói thẳng luôn à. Bỏ cái tính đó đi nha Huy nha, bỏ đi nha em. Cái tính nó không có tốt đâu, nó không có hay đâu. Cái tính nó nhục lắm. Về cười ả hả bên nhà thằng gì á, thằng Hùng Lăng á. Hay ghê. Nhà Hùng Lăng. Thì cười bên đó hai đứa sống cười mà chị coi rồi. Tụi bay vỗ tay mừng lắm. Cái đồ ngu, tao nói cho mày nghe nè. Anh em nhà tao,
anh em trong nhà tuy rằng là cãi nhau đó, nhưng mà người ngoài mà đụng tới anh em nhà tao đi, tao xé mặt ra. Chứ đừng có nói là, đừng có nói tao nghe lời người ngoài mà tao đánh anh em nhà tao nha. Ở đây là nô có cái chuyện đó nha Quy nha. Chị em nhà chị cãi nhau thì cãi đấy, dành nhau cái bánh đó, dành nhau bịch chè đó, nhưng mà cái... người ngoài đừng có hòng mà xía vô nghe, xía vô tao đá người ngoài văng ra ngoài đường liền. Chứ đừng có lừa cơ hội mà chị em tao mà dành nhau bịch bánh mà nhào vô nha, trọt nha, ở đây không có đâu nha Quy nha, nha em, nha cưng. Đó chị nói em nghe như vậy. Thì chị lên chị chỉ nhắn lại cái câu, chị thấy cái câu đọc đó nó mê quá, chị lên chị đọc lại thôi chứ chị cũng có gì hết đâu Dương ơi. Dạ rồi. Ờ chị xuống đi, chào hết anh chị em, chào cô Nguyễn Hoa nha cô. Dạ rồi. Rồi anh Vinh, ok anh Vinh, để em mời lại anh Vinh. À, anh Linh chào em, chúc anh Linh. À, chào mọi người. Rồi. Anh đã nói rồi, anh biết cái, ngay từ đầu chương trình thằng này nó là thằng chầu tre mà. Đã gọi là thằng chầu tre. Lạ gì cái thằng đau. Anh Quân nó và anh nó có cái là anh bảo ngay coi như nó đang còn ở diễn đàn. Thế nhưng mà A Quy này, A Quy buồn quá A Quy ơi. Coi như ở diễn đàn của Hùng Lân thì A Quy cười khành khạch khạch, coi như tưởng là coi như ta đây là siêu nhân. Giống như có cái thằng trẻ con mà mình xem có một clip ở trong chương trình thiếu nhi ấy, nó kêu là con là siêu nhân. Thế nhưng mà cuối cùng thì sang mấy cái diễn đàn của Duy Nguyễn này, rồi Bằng Nguyễn này, rồi Bình Dương này, cứ năn nỉ để xin lên. Ai cho lên mà lên. Cả Hiếu Ngọc cũng năn nỉ để xin lên. Thấy chưa? Cái bản chất của A Quy là chẩu tre, mà đã bảo là chẩu tre. Có như là làm sao qua mặt được. Thế tóm lại là bây giờ anh Quân có muốn lên diễn đàn không? Lên thì thò mặt ra. Coi như là cái tiếng của A Quy thì không ai lạ gì đâu. Còn nếu mà đúng tiếng A Quy là Bình Dương đá xuống luôn. Đấy. Đấy là để phép tử nhanh nhất. Dám lên không? Đó. Để bóc mé A Quy luôn. Năn nỉ đó, này. Hãy theo lời. Làm sao mà lừa được anh em? Thế còn thì bây giờ mình muốn nói thêm một tí về Đào Anh Quân này. Các bạn có thấy không? Cái bản chất của cái bọn ngụy nô á. Là coi như bọn chỉ muốn coi như cống rắn cắn gà nhà, rồi coi như là cướp của dân Việt Nam, coi như mang đi cho nước ngoài thôi. Đấy, đấy tôi kiện Liên Hợp Quốc ra để lấy 36.000 tỷ đô la, trong khi đó thì mang 15.000 tỷ coi như biếu Mỹ. Các bạn thấy cái câu 15.000 tỷ mà đi biếu Mỹ không? 15.000 tỷ đó là mồ hôi nước mắt, là công sức của cộng sản Việt Nam, là của nhân dân Việt Nam, đúng không các bạn? Vậy mà coi như mang 15.000 tỷ đi để biếu Mỹ. Các bạn thấy đúng là cái tư duy của những cái bọn nô lệ không? Muốn làm nô lệ không? Đó. Đấy là cái tư duy của mẹ cái bọn coi như là chỉ muốn bu đít Mỹ này, rồi coi như là muốn cướp của coi như đất nước mang ra để cho biếu nước ngoài. Nó thể hiện đúng cái bản chất của bọn coi như vị ngụy Việt Nam Cộng Hòa. Các bạn thấy đúng không? Đây là tôi thấy. Cho nên là người ta chỉ cần nghe cái câu đó, Đào Minh Quân là cứ tưởng coi như là cái gì? Đấy là không bao giờ người dân Việt Nam có thể cho Đào Minh Quân về để lãnh đạo Việt Nam được. Là bởi vì cái tư tưởng luôn luôn là cướp của người Việt Nam, mang ra để coi như để biếu ngoại bang. Đúng không? Các bạn thấy đúng không? Cái tư duy vô cùng là ngụy Việt Nam Cộng Hòa. Rất là bình đều, đúng không? Thế thì làm sao mà đòi làm tổng thống hay làm thủ tướng nước Mỹ được? À, nước Việt Nam được, đúng không? Về coi như này. Mà trong khi đó thì này cứ nói là cộng sản thế nọ thế kia. Đúng là cái câu trước của cái đào của thằng Đào Minh Quân ấy, là bị cái câu sau nó đá vỡ mồm luôn. Các bạn thấy không? Người Việt Nam chân chính, người ta phải nhận rõ được cái bộ mặt của thằng Đào Minh Quân nhá. Là muốn cướp của cải này, cướp mồ hôi công sức của người Việt Nam mang đi để biếu bu Mỹ. Các bạn thấy cái vấn đề tôi nói thế không? Thôi, tôi cũng muốn lên nói, bởi vì nhân là nói đến cái chuyện đó, mà cái đó là tôi nghĩ ra
lâu rồi, từ từ cái đợt mà nghe nó kiện cộng sản Việt Nam ấy, nhưng mà chưa có dịp để coi như nói chuyện với mọi người. Đấy thì cái câu này để tôi phản biện lại cái tư duy của cái thằng đào tụt quần. Đấy, gọi là thằng đào tụt quần hay đào mất quần cũng được. Là cái tư duy của cái bọn muốn chuyên môn đi bám đít Mỹ, muốn làm nô lệ, muốn coi như là bán rẻ đất nước, bán rẻ nhân dân. 15 tỷ đó là mồ hôi công sức, dù có là kiện thắng đi chăng nữa cũng là mồ hôi công sức của người dân Việt Nam, đúng không? Mà lại mang đi biếu cho Mỹ. Cô trả xong anh Vinh. Vâng, tôi nói thế xong rồi. Tôi này muốn nhường diễn đàn cho người khác. Lẽ ra là tôi muốn nói câu này để cho bạn nào Cao Hoàng Lan, bạn ấy lên, bạn chửi nhân cơ hội này, bạn ấy nói về cái vấn đề này. Đó. Nhưng mà coi như tôi lại phải lên sau. Cho nên là nhưng mà tôi nói thế cũng đủ rồi. Cảm ơn mọi người nhá. Cảm ơn anh. Dạ rồi, chào anh. Này, cô mời cô Hoa. Anh Hoàng chờ em chút nha, anh Thế Linh chờ em chút. Để em mời cô Hoa. Hello, hello. Chào, chào tất cả đồng chí bên Việt Nam, từ ở ngoài nước và trong nước, và chào Bình Dương và chào các chị trên diễn đàn luôn. Chỉ dạ. Xin ăn có chút xíu. IQ ơi. Không, lo đi, lo ông Đào Minh Quân á, không, cách đây 2 năm trước khi mà ông Đào Minh Quân á, với ông Dương Nhân Thả đó, không, đã tôi đã lên diễn đàn rồi, không, ông nói rằng á, là 30 tháng 4 ông đem quân về lật cộng đuổi Tàu gì đó, không, lấy lợi đất tổ, không làm khổ dân gì đó, mà tôi chờ mãi ra, không, tới bây giờ sắp từ 2019 rồi mà sao không thấy đem về. Mà cứ lên diễn đàn cái mặt của ông Đào Minh Quân á, dày hơn là cái da con trâu nữa. Thấy không? Chờ mãi tôi sắp xuống lỗ rồi. Tự vì 47 năm qua rồi tôi chưa có về Việt Nam. Tự vì nước Cộng sản tôi sợ bỏ mẹ luôn. Không có dám về. Thành ra đó chờ ông lật đổ mà chờ hoài không thấy. Thì bây giờ đó thấy không? Ai kêu đó về cái mà động quân đi. Để đem quân về để lật đổ Cộng sản đi. Cho lại lẹ lên cho tôi về. Thì tôi cũng cầu chúc cho ông Đào Minh Quân được nhiều sức khỏe và đem quân về lật cộng. Thấy không? Còn 15.000 tỷ gì đó mà để... chợ đen gì đó, thấy không? Cho cái tụi Mỹ bên đây hả? Nó không có thèm cái tiền 15.000 tỷ gì đó, thấy không? Của ổng để cho đút lót cho tụi Mỹ này hả? Đó, cái chuyện đó không có rồi. Đó, đừng có mơ mộng quá đi. Thấy không? Thì ráng đi về, đừng có chạy vòng vòng các diễn đàn nữa, IQ ơi. Đó, chạy vòng vòng mỏi lắm, không ai mà ủng hộ IQ đâu. Thấy không? Về lo động quân đi ha. Rồi chỉ như vậy thôi. Thì cầu chúc IQ được dồi dào sức khỏe, mà chạy vòng vòng. Ráng đem quân về nha. Để ha. Chờ mãi nha, chờ lẹ lên nha. Ok, có gì được dồi dào sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc trên mảnh đất quê hương Việt Nam, yên bình. Ok, không còn chiến tranh, chờ giặc đem về quýnh để lật đổ Cộng sản, đặng thu về, có vậy thôi. Ok, xin tổng chào các vị nha. Ok, bye. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Dạ, cô, dạ. A Quy, một thông điệp của một cô gửi cho ông Đào Minh Quân nữa ha, nhớ về sắp xếp đi. Chưa đến gì đâu mà ao sớm vậy. Anh ok là cái anh Hoàng nè, tiếp tục. Còn ngồi đây đi, nhiều người muốn gặp lắm. Ai kêu à, mình gieo mầm bao lâu nay rồi, hôm nay mình chào anh. Chào Bình Dương, chào anh em diễn đàn. AQ, thằng chó đẻ, thằng khốn nạn. Ở đây á, tôi đề nghị diễn đàn á, không nói nhẹ thằng này nữa. Thằng này á, bao nhiêu tháng nay tôi rất nhẹ nhàng với nó. Không, nhưng mà sau khi tôi nghe được nó vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày 24 tháng 9 giờ Việt Nam, là lúc
thằng chó đẻ Hùng Lân, từ ở sân bay Seattle chuẩn bị về Houston, Texas, thì nó lên nó nói chuyện với thằng vũ sư Hùng Lân. Nó nói cái gì? Thì hồi nãy Bình Dương đem ra rồi. Còn tao nói cho mày nghe nè, Aqui. Thôi, Aqui, chứ không Aq, Aq vậy. Aq là mình. Ha. Mày đừng có tưởng là tụi tao ngu. Tụi tao là thằng con nít. Anh Nguyễn Nhàn có vài lần lên nói mày là tên là Nguyễn Anh Quân ở tổ chức Đại Anh Quân. Tụi tao giỡn chơi với mày, thấy không? Khiều cho mày vui thôi. Mày mới đổi tên cái nick, tao khẳng định mày cái nick Anh Quân Nguyễn là mày đó, A Quy. Mày có dám lên không? Tao nói cho mày biết, cái hình của mày á là tao đã thấy rồi. Nhưng mà thôi, cái mặt chó của mày á không xứng đáng để mà tao quăng lên cái Facebook của tao. Ha. Mày là thằng hèn. Mày cười kha khả. Ha. Tao nói thật với mày á, bản thân tụi bay á, nội cái chuyện á mà vô diễn đàn của các anh em ở trên đây á, thấy không, đã muốn giành nhau rồi. Mày tự nói với thằng vũ sư Hồng Lân, tao không kêu vũ sư nữa, dẹp thằng chó Hồng Lân, là mày hô là do nhờ mày vào các diễn đoàn mày chọt chọt chọt, không, rồi mày còn nói là bây giờ cái đám D3Q với cái đám tổ quốc trên hết đang đánh nhau, thấy không, rồi mày mới nói là 10 chết 7 còn 3, chết 3 còn 1. Cái chữ mày ngu lắm, mày không học hết. Chết 7 còn 3, chết 3 còn 1. Mới ra Thái Bình là cái chữ ra Thái Bình là tao, còn mày nói cách khác. Thấy không? Mày nói phải nói cho hết. Chỉ còn lại nói là cuối cùng là còn lại ta với ta. À rồi, đó 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 đó. Còn đúng câu là 10 chết 7 còn 3, chết 3 còn 1. Mới ra Thái Bình. Thấy không? Còn ta với ta, ta cái mãi cha mày, thằng hèn. Còn Nguyễn Anh Quân là tụi tao á, anh Nguyễn Nhàn á, anh đưa ra đó, tụi tao làm bộ theo để coi mày như thế nào thôi. Chứ mày tưởng tụi tao không biết hả? Nè, anh Quân Nguyễn, phải mày không? Đó, chính xác rồi. Mày có thấy cái thằng nào mà lên Face mở một cái tên mà hèn gì không? Mày đừng có làm bộ, không, nhục nhã cái loại hèn như tụi bay á. Tao nói cho tụi bay biết, hồi sáng này tao đã lên nè, tao lên nhà viên kẹo đắng, tao nói rồi, tụi bay đừng có thấy anh em ở trong nhà tụi tao nói qua nói lại. Mày tưởng như thế là hay lắm hả? Mà mày còn nói do mày nữa. Do mày đi chọt đồ này, chọt đồ kia. Không có đâu con. Không có đâu con. Mày nên nhớ 43 năm nay, không? Kể cả trước đó nữa, nhân dân Việt Nam đánh thắng Mỹ. Tao không nói Pháp nha, đánh thắng Mỹ, không, đuổi Mỹ, đuổi cái lũ ba que khỏi đất nước Việt Nam này. Mày biết nhờ gì không? Nhờ sức mạnh của toàn dân. Nhờ cái lòng đoàn, cái đoàn kết của nhân dân. Mặc dầu trong đó có những lúc xảy ra nhiều cái chuyện trong nội bộ, nhưng mà khi đụng tới giặc chuẩn bị xâm lấn vào Việt Nam, phá rối trật tự trị an, là toàn dân đoàn kết. Mày thấy không? Có bao giờ 43 năm nay có thằng nào lú đầu về Việt Nam mà làm được chuyện gì không? Từ hải ngoại, trong nước, lú đầu lên là nhân dân cùng với chính quyền bẻ cổ tụi bay hết. Nên tụi bay đừng có thấy, tụi bay đừng có nghĩ là thấy anh em trên mạng, là anh em yêu nước trên mạng là đấu đá nhau, lời này nọ là tụi bay mừng, không có đâu. Đây mới chỉ là trên mạng thôi.
95 triệu dân bị đạp mặt, 95 triệu dân của tao á, tụi bay thử về coi, tụi bay lú đầu về coi. Thành ra anh Quân Nguyễn, mày dám lên không? Mày dám lên diễn đàn không? Hồi nãy mày cho mày lên, mày dám lên không? Mày hô là chửi chết cha thằng A Quy đi, thì tao chửi cha thằng A Quy. Còn mày, anh Quân Nguyễn, mày dám lên diễn đàn không? Mày dám lên không? Mày đi bây giờ mày hèn lắm, mày chui đầu vô mấy cái diễn đàn của phụ nữ, mày giống y chang thằng Hùng Phạm, giống cha con mày thằng Hùng Lân, ôm chui đầu vô mấy cái diễn đàn phụ nữ, năn nỉ xin lên quỳ lại khóc lóc. Tụi mấy thằng hèn. Nãy cái cô Hoàng Lan nhà nói đó, đàn ông thì xứng đàn ông, tụi bay hèn lắm. Đúng là tụi bay là bao que xỏ lá. Cái kiểu, cái bản chất của tụi bay y chang từ ngày xưa giờ, không xứng đáng. Tao nói cho biết, A Quy, tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi, tao xưng anh nói em với mày rất ngọt. Không, tao nói là mày rất đàng hoàng do cái phong cách mày comment. Không, như bản thân mày á là thằng hèn. Không, xong rồi mà quay về mày lộ bản chất mày, như cái bản chất mày cũng là thằng hèn nữa. Mày tranh giành cái chuyện, cái công lao của mày khi lên diễn đàn với thằng Hùng Lân. Đó giờ ba thằng bay về tự sướng ở nhà đi. Đó tao phải tự sướng đi đó. Tại sao mày không lên, mày không dám lên nhà thằng Hùng Lân để mày chửi bới? Tại vì tụi bay chỉ nói chuyện với cái màn hình không à, chứ có ai mà lên nói chuyện tụi bay. Mày hô là chính thắng tà, lúc nào là sự thật. Sự thật là thắng, đúng. Sự thật. Nhờ sự thật thắng của tao mới đến nhân dân Việt Nam tụi tao nè, mới bốn tồn tại 43 năm nay. Đó mới gọi là chính thắng tà đó. Đó. Tụi bay hiểu chưa? Tụi bay hiểu sức mạnh của nhân dân chưa? Mày đừng có khen tao, anh Quân Nguyễn, bây giờ hồi nãy mày xin lên, bây giờ mày dám lên không? Cái thằng đâu xòm. Mày dám lên không? Tao nói vậy mày hiểu chưa? Mày đừng có đem cái nick giả của mày rồi mày đi chọc, mày là thằng nhục. Người ta nhẫn nhịn, còn mày là thằng nhẫn nhục. Mà nhục mà cắn răng mày chịu nhục. Không, mày đi qua các nick, qua cái diễn đàn này mày năn nỉ, mày xin xỏ, kể cả mày qua nick của Duyên Kiều Đắng là cái cô đó lên Mỹ đó. Mà mày cũng năn nỉ mày xin lên để làm gì? Để lên mày chọt. Hèn. Tụi bay là cái loại, tụi bay là lại hèn. Hèn ra tụi bay á, 43 năm nay tụi bay chả làm được cái gì hết. Mấy thằng già thì gần chết hết rồi. Còn những người kiều bào á, mày không? Người ta trở về vì quê hương biết bao nhiêu người rồi. Không, còn có những thằng già còn mang mối căm thù trong bụng rồi chả biết làm gì hết, la làng la xóm lên. Có thằng nào dám về Việt Nam không? Hay là tụi bay xúi dục cái đám trẻ trâu ở trong nước ăn cất gà tụi bay? Rồi tụi bay gửi tiền về. Tụi bay ngu, tụi bay gửi tiền về, tụi nó đâu có thèm làm cái gì đâu. Đó, nhìn thấy không? Từ 11 tháng 6 đến ngày hôm nay tụi nó làm gì không? Hay là lấy tiền đi ăn nhậu, đi chơi bời. Nó còn chửi tụi bay là đồ ngu. Nó nhận tiền xong tỏ chửi đồ ngu không chứ. Sao? Thôi. Thôi bây giờ nè. Khi mà nói ra thì đó. Anh Quân Nguyễn. Mày có ngon thì bước lên. Mày đừng có cái comment của kiểu mày á. Tao khẳng định mày 1000%. Mày là thằng ông của chó. Mà đã chó rồi. Mà không, xin lỗi con chó. Nhà tao có nuôi mấy con chó. Kể cả Bình Dương cũng đang nuôi mấy con chó. Nó còn trung thành, nó còn biết chủ, nó còn biết nhà. Thấy không? Còn cho nó ăn cơm, nó còn quắt đuôi, nó cảm ơn. Nó thấy chủ về, nó còn quắt đuôi, nó mừng. Còn cái loại tụi bay á, cái loại bao que xỏ lá của tụi bay á, thấy không? Loại vô ơn, cái loại phản bội tổ quốc. Tụi bay đừng có mơ mộng, đừng có ham vậy đó. Sự thật gì ở đây? Tụi bay nhìn đi sự thật á. Ngày xưa chưa có mạng xã hội, không, chưa có internet, không, tụi bay sủa bên kia kệ cha tụi bay,
Còn bây giờ tụi bay không còn khoe cái gì gọi là tụi bay là thiên đường, tụi bay là này nọ nữa. Cái cuộc sống của tụi bay ở bên đó ai cũng thấy hết rồi. Mà bây giờ người ta mà ai mà bển mà lên nói tụi bay hô là cộng sản, tụi bay nhìn lại cái các cái tổ chức phản động ở bên kia đi, các diễn đàn phản động bên kia đi, nó còn hơn cái nồi cháo heo nữa. Rồi tụi bay quy chụp ai mà nói cái gì hết, tụi bay quy chụp cộng sản thì tao thấy tất cả các diễn đàn tụi bay đều là cộng sản hết. Thằng này thì nói thằng kia cộng sản, thằng kia nói thằng này cộng sản, thằng này nói thằng kia Việt Gian. Như vậy là tất cả các diễn đàn mà chống cộng của tụi bay là cộng sản hết rồi. Thì bây giờ tụi bay về nhà tụi bay gọi chính xác cộng sản. Thì bây giờ đó mày về mày lo mày diệt mấy cộng sản bên đoạn hết đi. Rồi hẳn chui đầu vậy mày sủa. Còn A Quy, tao nói cho mày nghe, không phải tao không biết mày là gì đâu, nhưng mà mấy thời gian gần đây tao hay nói mày là tổ chức đệnh quân, không là do cách của mày, do anh Nguyễn Nhàn anh nói, do anh Nguyễn Nhàn anh coi trên cái kinh cái diễn đàn của thằng Thái Gò Công đang like với thằng Nguyễn Hoàng, thì mày lên mày chọt cái mỏ mày vô, bị tụi nó chửi mày là phải đạo anh quân, thì tụi tao lợi dụng cái chuyện gì đó, đặng không phải tụi tao chửi mày mà tụi tao chửi cái tổ chức đạo bình quân. Mày là thằng ngu, mày đất biết cái gì hết á. Tụi tao chửi là lấy mày á để chửi cái tổ chức đạo bình quân, chứ mày mà mày không, mày có tổ chức đạo bình quân hay không thì kệ mày, nhờ mày là thằng phản động, mày bao que xỏ lá. Chính xác là vậy. Giờ này là nhận định chính xác. Chính xác. Bây giờ không có nói nhẹ nhàng thằng A Quy chó nữa, mà chửi thẳng vô mặt đó. Đó bây giờ là địch, chứ không phải kiều bào, không phải Việt kiều, không phải là người đi học hỏi, không biết tiếng Việt thì học hỏi, đi nghe để này nọ. Mày là thằng bao que, mày hoạt động là Việt. Chửi thẳng vô mặt mày. Rồi anh chị nói vậy thôi, bây giờ xin lỗi diễn đàn, anh em diễn đàn lỡ có gì mà nói hơi nặng, hơi bậy bạ quá thì thông cảm giùm. Chào Bình Dương nha. Không sao đâu, cảm ơn nhiều. Dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi anh Thế Linh còn hay không, anh Thế Linh, thấy không, A Quy. Bây giờ là, thấy không, gieo cái gì bao nhiêu tháng nay thì sẽ gặp thôi, ha. Thì dần dần đi về Trung Bộ Ba đi, Chi Sinh Bùi, Hùng Lân, Hùng Phạm ha. Rồi bây giờ có thêm nữa là A Quy. Bây giờ lên không? Bây giờ anh Quân lên không? Lên thì sẽ gọi lên luôn. Khỏi comment nữa ha, giờ gọi lên luôn nha. Anh Hoàng chờ em chút xíu nha. Sao lại từ chối? Thôi rồi, từ chối hết là hiểu rồi. Thôi từ chối gì là hiểu rồi. Dạ em đang mời anh Thế Linh. Từ chối rồi các anh chị ơi. Nè. Em chào anh. Chào mọi người. Xin chào tất cả mọi người nha. Thấy diễn đàn chú vui quá. Có mấy anh ba que vào. A Quy thì quen thuộc rồi. Nhưng mà A Quy lộ rồi, chán quá. Làm đặc công biệt động gì mà như thế nào bị lộ rồi. Chán thế. Thế là bị lật đẩy này thì lộ mặt ra đi xem nào. Hôm nay từ tối đến giờ các bạn đã chửi ba que cũng rất nhiều rồi. Và cũng có nhiều các cái chương trình nói... tức là tuyên truyền cho bà con ở hải ngoại cũng rất là nhiều rồi. Thế thì ta bàn đến cái việc của ta. Theo cái bữa trước anh cũng đã viết một cái ca khúc ấy. Thế thì yeah. Anh bằng có nói chuyện là
anh phải viết làm sao để nó mạnh thêm tí nữa. Dạ, có vẻ là nó hào hùng chút xíu. Ừ, hào hùng chút xíu. Thế thì anh có sửa lại một chút để như thế là nó mang cái tính nó hào hùng lên chút. Thế thì sẽ gửi cho các em, xong bắt đầu là các em lại phải nghiên cứu rất là kỹ càng, sau đó mới đưa đi phối. Dạ rồi. Nha, anh hát nha. Dạ rồi. Tự hào thay chúng ta là thanh niên của nước Việt Nam kiên cường bất khuất. Ngày xưa cha ông ta vượt Trường Sơn đi đánh giặc cùng với miền Nam giải phóng quê hương mình, là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Tổ quốc năm nguy ta cùng nhau chiến thắng, bẻ gãy âm yêu xuyên ta của kẻ thù, giữ bình yên cho nước non này. Có đội quân âm thầm các tiếng không gian mang với kẻ thù, tổ quốc ơi, lũ giặc ngoại xâm đang tuyên truyền chống phá, giữ bình yên trên quê hương ta đất Việt. Ta đánh giặc trên không gian, ta đánh những loài gián tham, cùng chung tay bảo vệ tổ quốc. Lào anh em ta sông pha, hey, nào anh em ta sông pha, tổ quốc ơi, lũ giặc ngoại xâm đang tuyên truyền chống phá, giữ bình yên trên quê hương ta đất Việt. Ta đánh giặc trên không gian, ta đánh những loài gián tham, cùng chung tay bảo vệ tổ quốc. Lào anh em ta sông pha, ấy lào anh em ta sông pha. Đấy. Nè, đây là một cái ca khúc hát tập thể, nó vui nhộn một chút, tiết tấu nó phải nhanh, nhưng mà vì mình hát là nó vì đêm rồi, khuya quá rồi, bây giờ hát to không được. Cái thứ hai là hát đúng được, mình phải hạ dịch giọng xuống. Thế thì mình vừa xong rồi xem lời còn cái gì nữa thì mình sẽ bàn với nhau tiếp. Bao giờ nó thật là ngon rồi bắt đầu chỉnh. Đây là anh vừa mới chỉnh xong, từ tối giờ mới ngồi nha, xong rồi. Thế thì nó có một cái đoạn trên thì mình trước đây thì mình tính là nhiều thế hệ, nhưng mà thôi mình viết nó chung ra, thì mình viết nó chung ra về cái này, bởi vì nó mang cái tính chất nghệ thuật cho nên nó rất khó ở cái chỗ là nếu dạ, đúng. Mình viết mà không ấy là nó sẽ phạm vào cái chính trị đấy. Thế cái thứ hai nữa là nó phải cái âm nhạc nó phải hào hùng và nó phải sáng. Thế, nó mang cái tính chất là rất nhanh, cho nên là cái nhịp mà anh phải đổi thành nhịp 2/4 để cho nó nhanh, nhạc nó nhanh, nó rộn ràng. Đó. Tự hào thay chúng ta là thanh niên của nước Việt, kiên cường bất khuất. Ngày xưa cha ông ta vượt Trường Sơn đi đánh giặc cùng với miền Nam giải phóng quê hương mình. 4 năm. Thư Tân Bình hỏi anh phối tông nhạc folk cho hào hùng anh ơi. Đúng rồi, phối nhạc folk đấy. Đây em phối cho folk, cho pop đấy. Pop và rock chứ không phối ballad được. Đây, anh sẽ gửi cho bạn Zalo cho chúng mày, xong mày xem lời cụ thể đi. Xong bắt đầu là còn sửa chữa cái câu từ gì không. Thế xong bắt đầu ấy, về còn về tiết tấu của âm nhạc là anh nghĩ là ổn. Thế nhưng mà còn nào thì còn có cái gì sửa thì là mình sửa. Bài này phải đưa cho cái thằng phối khí ấy. Nó phối lên pop hoặc nhạc rock này, thì là bắt đầu là nó mạnh đi, thì là hát nó mới ra được. Mà mới 4 nam 4 nữ hát bè nên nó mới ra. Thế bây giờ mình hát vo này nó chưa ra, nhưng mà sẽ chỉnh
ngon tí là ok nha. Dạ. Ừ, thế thôi. Dạ. Đấy, em thấy thì hình như em nghe thì trong đó như cái tiết tấu thì ok nha, nhưng mà có câu từ hình như có một hai chữ gì đó mình phải phải xem lại chút xíu. Dạ. Đó, về câu từ thì mình còn phải nghiên cứu làm sao để nó rất là chắc lọc là một. Cái thứ hai là nó phải có sức chiến đấu. Cái thứ ba nữa là nó không phạm vào cái chính trị. Thế thì ở đây thì cái đoạn cuối mình phải lên cao trào, mà mình lại vào đúng cái trọng tâm của cái việc mà đánh giặc trên 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 mạng. Thế thì mình mới nói là mình mới viết là Tổ quốc ơi, núi giặc ngoại xâm đang tuyên truyền chống phá, giữ bình yên cho quê hương đất Việt. Ta đánh giặc trên không gian, ta đánh những loài gian tham, cùng chung tay bảo vệ Tổ quốc. Đấy. Thế thì cái câu từ có thể là mình phải nghĩ làm sao để nó vừa hay mà nó lại vừa mang cái tính chính trị cao. Thế nhưng không phạm vào cái việc ấy. Cho cái này nó rất quá, tớ cũng suy nghĩ rất nhiều là làm sao để viết nó ấy. Về tiết tấu âm nhạc thì mình không bàn, vì cái tiết tấu này nó sẽ rất là hào hùng và trong sáng, bởi vì nó nhịp hành khúc. Thế nhưng mà nó có một cái là câu từ thôi. Thế thì phải bàn với anh em tập thể xem là có cái gì mà còn chữ nào hoặc là cái lời nào nó chưa ấy được thì bảo mình để đánh dấu vào, xong gửi lại mình tiếp đường mình thay. Dạ rồi, dạ rồi. Cái tần đấy nha, mai mình sẽ gửi cho mấy anh em trong đấy. Mai xong bắt đầu gửi trên bàn đi. Dạ rồi, rồi gửi cho trong em gửi cho mọi mọi anh em trong đây xem. Nha. Tinh thần thôi. Ê, mình xuống đây, mình chúc về em vui. Nha. Dạ. Dạ rồi anh. Dạ cảm ơn anh. Đó là một cái anh chào Thanh Bình, anh Thế Linh, anh sáng tác một cái ca khúc để dành cho nhóm Debawi. Chưa Universe Phạm ơi, đang trong quá trình sáng tác còn phải chỉnh sửa nữa. Thì các anh chị ơi, hôm nay thì chắc hôm nay đến đây thì chắc em cũng ốp. Tại vì live thì cũng hơi trễ, nhưng mà do ngày mai là cũng là ngày, coi như hôm nay cũng là ngày chính thức quốc tang rồi. Thì em xin ốp diễn đàn sớm hôm nay nhé. Có gì thì sau 2 ngày quốc tang rồi chúng ta lại chứng tiếp. Và dữ dội hơn. Để cho A Quy gì về cũng nghiên cứu tiếp đi. Dạ cảm ơn anh Trung Kiên. Chúc anh một ngày mới làm việc vui vẻ. Chúc anh các anh chị ở hải ngoại có một ngày mới làm việc thật hăng say. Cảm ơn các anh chị trong nước có một đêm ngủ ngon. Xin hẹn gặp lại các anh chị. Cảm ơn anh Bằng Vũ, chúc anh một ngày mới vui vẻ nhé. Hôm nay thì đề tài thì không làm sôi động được anh Bằng Vũ, mình anh Bằng Vũ ngồi yên lặng quá. Dạ cảm ơn anh. Con chúc cô Hoa một ngày mới vui vẻ nhé. Cảm ơn các anh chị. Dạ cảm ơn anh Hiếu Hoàng. Con cảm ơn cô Hoa. Chào Di Trần. Chào, chào anh Dennis nha. Chúc anh Dennis cảm ơn mọi người. A Quy chào người miền Tây. A Quy nhớ dạ cảm ơn anh Trực. Anh kết bạn lại với em nha anh Trực. Lâu lắm rồi mới gặp anh. Anh Phúc Đình Hoàng.
Cảm ơn anh Duy Tân. Hôm nay không có anh Duy Tân, không lên anh Duy Tân vắng 2 buổi nha anh Duy Tân. Lai sau là phải anh phải bù lại nha anh Duy Tân. Rồi, em chào anh Tư, chúc anh Tư ngày làm việc thật vui nha anh Tư. Anh Tư lâu lắm rồi không lên diễn đàn của em. Dạ, cảm ơn chị Phan Sao Võ, chào chị. Chào anh Danny, chào anh Dennis. Có tham gia nhưng mà anh mới nãy có thấy mấy câu hỏi của anh. Ok, thôi tạm biệt các anh chị nha. Xin chào.